mẹ sinh ra mình với chiếc mũi siêu nhạy cảm với các mùi khó chịu cũng vì vậy mà từ nhỏ mình đã bị bạn bè trêu chọc, nói là giống cảnh khuyển, biết là bị nói đểu nhưng mình cũng không buồn. Vì nhờ cái mũi cảnh khuyển mà mình đã cứu nguy nhiều vụ, có thể kể đến một số lần đặc sắc như lần nhà bị xì van bình ga, mẹ lo xào nấu không phát hiện ra, nhờ mình nói mới chạy kịp, hay là lần bác hàng xóm đang tráng với con cá, nhưng lại mãi buông dưa lê bán dưa chuột với mẹ mình. May mình phát hiện, nhắc bác vào nhà kiểm tra bếp mới không xảy ra chuyện lớn cũng chính vì biết chiếc mũi của mình khá đặc biệt nên mình luôn đeo khẩu trang để tránh hít phải những mùi khó chịu. Gần đây nhờ cái mũi cảnh khuyển mà mình vừa có một pha cứu nguy bản thân vô cùng ngoạn mục. Công ty mình vừa có đợt tuyển khá nhiều nhân viên trẻ, trong đó có một bé 2K4 tên Trúc, vừa vào làm việc được vài tháng thì công ty cần sửa chữa khá nhiều phòng ban, Trúc đã được chuyển sang phòng làm việc của mình làm việc tạm thời mình ngồi ở đầu bàn còn trúc ngồi cuối bàn chính vì khoảng cách gần nên mình dễ dàng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể trúc có thể nói đó là mùi nước hoa khá sang trọng nhưng xịt lên người trúc thì phèn nha tại vì trúc xịt quá đậm theo cảm nhận của mình có lẽ trúc xịt phải nửa chai mỗi lần đến công ty mùi nước hoa của em ấy là mình cực kỳ là khó chịu cảm giác lợm giọng buồn nôn nhiều hôm muốn ngất luôn ấy nhưng mà mình hỏi thăm mấy đồng nghiệp xung quanh thì bọn họ lại nói là mùi hương hơi nồng chứ không kinh dị như mình nói với mọi người thì không có gì quá đáng, nhưng với mình thì ấn tượng và mình đã đặc biệt danh cho em ấy là gơ nước hoa. Làm việc chung với Trúc được 2 tuần, tưởng lỗ mũi sắp điếc luôn rồi, thì công ty đã sửa xong, ai về chỗ nấy. Tưởng chừng kiếp nạn đã kết thúc, nhưng không, drama vẫn tiếp diễn. Mình phát hiện trên người các sếp trong công ty đều có mùi nước hoa y chang của Trúc. Gì vậy trời, không lẽ đang có trend xài loại nước hoa đó? Nhưng đây là nước hoa nữ mà, dường như có gì đó không bình thường. Mọi chuyện càng tệ hại hơn khi mình phát hiện áo khoác ngoài của chồng có mùi nước hoa cùng loại với trúc xài. Ban đầu mình nghi ngờ chồng phản bội vì bọn mình làm chung công ty nên khả năng trúc và chồng có qua lại. Nhưng không ngờ, anh lại lấy ra trong giỏ sách lọ nước hoa Dior tặng mình. nay anh đi ngang cửa hàng, nhớ tới công ty mình đang có trên, xài loại nước hoa này, xịt thử thấy khá ok, nên mua về cho em nè. Thấy chồng tặng quà, lý do lại thuyết phục, nên mình cũng không nghi ngờ nữa. Mấy hôm sau công ty có cuộc họp, mình lại gặp lại Trúc, thấy em ấy ngồi cạnh chồng mình, hai người đóng vai trò thư ký cuộc họp. Mình nhận ra Trúc đã đổi loại nước hoa và bất ngờ là hôm đó chồng mình cũng mua loại nước hoa y chang tặng mình, mà các sếp trong công ty thì vẫn đang đắm mình trong mùi nước hoa Dior cũ của Trúc. Thấy biểu hiện như vậy, mình tin chắc Trúc và chồng mình phải có điều gì mờ ám nên quyết tâm bám theo. Ngay ngày hôm đó vừa tan ca là mình đã nhanh chân đi về trước, nhưng thật ra là đi núp ở quán nước gần công ty chờ chồng mình đi ra thì bám theo. Ôi trời, ơi, chồng mình và Trúc khoác vai nhau đi hết cửa hàng nọ, quán xá kia, đúng kiểu ngày xưa mình và chồng đi đét luôn ấy. Thấy hai người bọn họ ghé vào khách sạn, mình không vội xông vào, cứ bình tĩnh, chụp ảnh, hơn một tiếng sau, bọn họ lại khoác vai nhau đi vào một cửa hàng bán nước hoa, rồi vui vẻ đi ra với chai nước hoa mới tanh trên tay. Mình đã nhanh chóng xuất hiện, đưa ra những bức ảnh vừa chụp được, hét lớn. Không ngờ hôm nay, bà được chứng kiến cặp đôi, thúi in này to té với nhau trong khách sạn. Lại còn ra cửa hàng tính mua nước hoa vì lừa bà hả? Chiêu thử xịt nước hoa lên áo khoác xưa như trái đất rồi. Cảnh hai người đi vào khách sạn, được gửi lên trúc công ty rồi. Để coi hai người định giải quyết drama này như thế nào. Mặt trúc thì tái xanh, còn mặt chồng mình thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Anh ta còn chê mình già, không hấp dẫn như trúc, đúng là cay hơn ăn ớt. Rồi ngay đêm hôm đó, hàng loạt các sếp, à đúng hơn là từ quản lý đến trưởng phòng rồi cả giám đốc đều inbox cho mình để xác nhận thông tin. Vải, em trúc mặt mũi sáng sủa, tóc được chải theo mốt, quần áo thì chẳng bao giờ thấy trùng, trông như tiểu thư, thì ra là làm bé đường cho các sếp những thứ quần áo xinh đẹp nước hoa đắt đỏ mà em trúc đó sở hữu đều là của các sếp mua cho còn chồng mình thì đi mua cùng cô ta để lừa mình thôi bị bại lộ nên các sếp cắn xé nhau mình thì chuồn vội sang công ty khác hú hồn vừa chạy sang công ty khác thì được tin các sếp lấy tiền công ty cung phụng cho trúc giờ không có tiền trả nhân viên đúng là thoát được cảnh nguy hiểm trong gang tất nhờ cái mũi cảnh khuyển mà còn gã chồng bội bạc mình cũng tiễn luôn cho nhẹ nợ rồi đây, tao bảo, trên mạng nó dạy về cho quần lót của người yêu mày vào nước nóng, có ván nổi lên là có điềm, mai mày thử coi. Chứ tao thấy như mấy dấu hiệu mày kể thì cũng có vẻ là ngoại tình, nhưng mà giác quan thứ xấu của phụ nữ mình đôi khi bị nhảy quá, nhỡ không phải thì trạng nứt tình cảm, nên giờ cứ test trước đi. Rút kinh nghiệm những lần yêu đương trước, cứ yêu vào là quên bạn bè, đến khi chia tay lại khóc hu hu, thấy bạn nói đúng không trượt phát nào. Lần yêu đương này chuyện gì mình cũng update với hội đồng quản trị để bàn chiến lược cho chắc. Chào mọi người, mình là Hằng, đang yêu anh Duy. Bọn mình yêu nhau được gần 2 năm rồi, trộm vía. Tình yêu lúc nào cũng mượt nhưng mà ngọt đường vậy. Tụi mình tính cưới năm nay cưới nè, và để chuyện tình mình yên như vậy thì đương nhiên không thể thiếu công của hội đồng quản trị của mình, đặc biệt là Hương bản thân mình. Mình là con gái nên nhiều khi overthinking, cứ linh cảm lung tung. Mấy lần trước mình chia tay cũng vì nghi ngờ người yêu cũ cấm sừng mình, nhưng ra lại là hiểu lầm nên lần này mình cẩn thận lắm. Hồi mới yêu anh Duy mình kể Hương thấy anh cứ thậm thuộc nhắn tin với ai, dù anh giấu rất kỹ, lúc nào mình ngó cũng cho xem điện thoại, nhưng giác quan thứ sáu dặn mình không được làm ngơ, bối rối ghê cơ lúc nghe chuyện đấy hương chỉ bảo mình mày cứ để qua sinh nhật mày đi sang tháng sinh nhật mày rồi biết đâu ông ấy tặng quà bí mật mình cũng xui xui y như rằng ra là mấy hôm ấy duy nhắn tin đặt quà và ý tưởng thiết kế sinh nhật mình cho bên nhà hàng trời mê quá đi thôi nên sau lần đấy có gì mình cũng hỏi hương cho yên tâm tại càng lúc mình càng thấy cái giác quan thứ xấu của mình bị nhảy quá đà chắc sóng gió quen bình yên thế lạ lạ đây mà ấy thế mà hôm nọ ngồi với mấy đứa nữa hương bận không đi được mình kể xong một phòng có bé thảo con này vốn không thích hương hẹn nhóm đúng kiểu có đứa này không có đứa kia nghe xong nó mới lầm bầm tao thấy đết hợp lý tí nào bỏ qua việc con hương xấu tính ra sao nhưng vẫn đết hợp lý này có khi nào chúng mày bàn nhau mấy bài test nó phim lại với thằng chồng sắp cưới của mày không nghe vậy mình gạt đi ngay người yêu hương thì giàu nước đố đổ vách còn chiều nó nữa hơi già tí thôi anh duy thì cái gì cũng có nhưng tiền thì Nghe cái vị con Hương bỏ cái mối ngon kia vì bồ mình Cứ sao sao á Mình đang nghĩ con Thảo lại tiếp lời Khỏi phải nghĩ Ông bồ nó tao thấy rồi Gớm sức đâu mà chịu đó Lại còn hai đời vợ rồi Nó thích tiền của lão đấy thì có Thằng bồ mày không có tiền nhưng khỏe mà Thôi Bình thường mày vẫn hay test rồi Giờ test nốt phần cuối Mày mua cho tao cái quần giống quần thằng chồng mày hay mặc Cùng hãng đấy nhưng pha kè nha Rồi giả vờ cắt chỗ nào đó Xong nhắn con kia là test xem tối về quần có khác không Nhưng nhớ là cái quần mày cho thằng kia mặc nguyên vẹn cho tao Tối về như nào là biết Mặc dù không thấy cứng miếng nào Nhưng mình vẫn test cho con Thảo im Mẹ cứ con xấu tính Hôm đấy như bình thường mình nhắn Hương là Tự nhiên tao lại linh cảm thấy sai sai chỗ nào Mà tối người yêu tao đi nhậu Tao cắt một chút bên trái quần lão ý Để xem tối về như thế nào Quần khác thì nghẽo với tao Nhắn vậy có cắt được miếng nào Tối về mà trách thì mới chết Đến tối về tự nhiên mình thấy lạ lạ tại sao lúc thay quần áo lại cố tình đồ lót gần chỗ mình ngồi, cứ như kiểu bảo mình kiểm tra, lại còn như vô ý hướng vết trách lên trên. Mà cái quần này là quần off, đết phải cái pha kẹ mình mua, mình sốc điên, lúc đấy định ầm ỉ ngay rồi, nhưng nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy, ầm ỉ lên, hời cho con tâm cơ kia quá, uổng công mình tin tưởng nó, Lúc ấy mình bảo người yêu đi tắm, nhưng mà mình nằm trong bồn tắm 2 tiếng tắm thì ít khóc thì nhiều. Nước mát hòa với nước tắm, mình cứ để nước thật to mà khóc nứt lên. Tệ thật, người mình yêu nhất cùng người mình tin nhất phản bội mình. Đến lúc này mình mới nhận ra, bao nhiêu năm qua mình như con đần bị chúng nó xây mộng mộng. Chuyện gì mình cũng bị con hương dắt mũi. Mình vừa khóc vừa nhắn con Thảo, thấy mình nhắn nó rép ngay hả hê lắm tao biết ngay mà thôi khóc làm đếch gì chuyện này đơn giản mày cài phần mềm quản lý vào máy lão ấy tính người yêu mày hay nhầm lẫn nên nó không dùng hai điện thoại đâu thế nào chúng nó cũng nhắn tin ở chỗ mày không biết mày cứ theo dõi chúng nó trời bắt ghen thôi lúc đấy hẳn tung hê mình cũng ngoan ngoãn làm theo còn cẩn thận báo di đi công tác 3 ngày chứ ở nhà thấy nó chắc điên mất mà đệt đọc đống tin nhắn mà mình vừa cây vừa tức ruột lộn lên tận đầu chúng nó nói xấu mình đủ hết nhưng cay nhất là mình phát hiện thằng duy với con hương đông nhau trước cả khi nó thích mình nhưng mà thằng này nghèo con hương hẹn nó đào mỏ lão kia xong thì quay lại trong lúc đấy nó gửi thằng duy ở chỗ mình trong hộ vì mình ngu ngu cái tổ sư bà nhà mày mà cay thật chứ chúng nó hẹn nhau toàn chỗ cũ anh nha bố ai biết chỗ cũ là chỗ nào phải đến khi mình chết cái app đặt xe mới thấy, chúng nó hẹn nhau ở một cái nhà nghỉ xa lắc xa lơ. Đã thấy độc đánh giá trên Google thì toàn là, mấy chị em cẩn thận nha, nhà nghỉ này có cái ngăn trốn ấy. Mình lại bối rối báo Thảo, nhưng con Thảo đỉnh quái đạn, con này vừa giàu vừa khôn, chắc có lẽ vì thế nên nó ghét con Hương. Đến ngày thứ hai mình vắng nhà, chúng nó lại hẹn nhau tối hôm ấy hú hí, Thảo liền gọi cho nhà nghỉ, bao tất phòng. Mà các bạn biết đó, đi ngoại tình thì đết ai mà đặt phòng trước, lúc chúng nó gọi đến đương nhiên hết phòng phải đến tạm chỗ khác vâng chỗ lạ thì thường gặp nhiều vấn đề hai đứa vừa vào cửa chân trước dây sau con thảo còn hẹn được cả bồ con hương đến cùng mình giả vờ làm chơi một cũ nháy mắt cái em thu ngân để ý đến chơi chìa khóa phòng phát một lúc mình thảo và bồ hương mở cửa chúng nó còn đang bận ủn nhau cửa mở cũng không biết khiếp con hương hét như bị ai đấm kinh vờ lờ mà thế quái nào nó vừa ủn vừa hét thích quá anh ơi thằng bồ già của em chỉ biết ngủ anh ơi em phải lấy anh em sẽ dùng tiền của nó để lấy anh Bộ con hương ban đầu tính đến kiểm chứng thôi nhưng nghe nó nói vậy lao như một con gió túm cổ thằng duy lên đấm bập bập xong quay ra hỏi thảo em xem nó có làm gì được anh đâu Ai khỏe hơn vậy bé Cả nhà đứng hình liền Quá chất quá ngầu Sau hôm đấy thì mình và Huy chia tay Hương và anh bồ già cũng tạch Mà chả biết tạch không Nghe đâu anh trai kia dí cho Hương không còn đường ở cái đất này Xuất hiện ở đâu là mấy bức ảnh Hương ngủ với bồ cũ mình xuất hiện ở đó Xin việc ở đâu là phòng nhân sự nhận được thông tin đến đấy Anh trai kia có người mới rồi nhưng vẫn giữ hương ở cạnh còn không cho về quê ông ấy dọa con hương mà dám trốn thì danh tiếng mất hết nên giờ nghe đâu nó khổ lắm đi làm không được về quê không xong mà lão kia có người mới rồi nhưng vẫn hành nó suốt à còn hành như nào thì mình chịu còn mình thì buồn chứ tổn thương chứ mình xin nghỉ việc cầm khoản tiền tiết kiệm chung để cưới của mình và duy cùng thảo đi chữa lành mình mất niềm tin vào tình yêu chồng con rồi vậy nên đi chữa lành về mình và thảo đến với nhau Hôm trước em có nghe được một chuyện trên Pay rằng cái anh kia cứu rỗi cuộc đời cô vợ làm gái và có cuộc sống hạnh phúc. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, còn không thì phải là một anh nào đó, giấu đá mới viết được cái bài như thế. Tỉnh táo đi mấy anh ơi, không có chuyện đẹp như mộng vậy đâu. Em cũng chứng kiến một câu chuyện y xì đây, khác mỗi cái kết. Các anh nghe mà tỉnh người ra nha. Em có ông anh họ tên là Quang, cực kỳ hiền lành không dây vào mấy cái tệ nạn hay gì hết chưa kể còn nhát gái nên 26 tuổi đầu chưa nắm tay ai bao giờ anh em họ nhưng cũng tầm tuổi nhau nên khá thân thiết tầm đầu năm ngoái ông ấy quen bà hương qua một cái áp hẹn hò lần đầu tiên em thấy lão quan hỏi em về việc nên mua quà gì đi chơi ở đâu hợp lý em thấy nghi nghi dò hỏi mãi là mới chịu kể đăng tán bà này em đòi xem ảnh với facebook ông quang đưa cho em xem xong mà choáng luôn bà chị này xinh trắng nhưng mà chụp ảnh mát mẻ quá em thấy kỳ kỳ rồi dặn ông anh nhớ cẩn thận giờ lừa tình lừa tiền đầy vụ ra ông quang gật gật tỏ vẻ sẽ lưu ý ấy vậy thứ quái nào hai tuần sau đã bảo em là tán đổ bà này rồi tự hào lắm em thấy càng ngày càng không ổn mới vào facebook của bà chị kia mò mẫm một hồi thì thấy mấy bà khác hay tương tác lần theo vào nít mấy bà đấy thì phát hiện ra Trời ơi toàn các trụ cột chống đỡ các anh trai thôi Tức là mấy cái tay vịn quán hát ấy mọi người Em chụp ngay gửi cho ông Quang Bảo xem như nào mà né xa xa ra Mấy loại này không tốt đẹp tí nào đâu Làm éo gì có đứa con gái tử tế nào Mà đi làm tay vịn để mấy lão già thích làm gì thì làm Ai dẹo mấy đã biết trước Lại còn bao che kiểu Hương kể với anh từ hôm đầu tiên rồi Gia đình em ấy khó khăn Bố mẹ nợ nần nên mới phải bước vào đường ấy Cô ấy trả hết nợ nên giờ không làm chỗ đấy nữa rồi mình phải cho người ta cơ hội được làm lại cuộc đời chứ Ôi rồi ôi Nói thế thì em chịu Các cụ đã bảo không nghe phờ hò kể chuyện Không nghe lũ nghiện nặng trình bày Cơ mà em hỏi mọi người nha Có cái con nào nó đi bán bông mà nó dám nhận là nó xiên ăn nhát làm Nó, nó làm cái nghề bẩn thiểu thế đâu Con nào mà chả mở mồm ra là kể lễ bị ép vào con đường đấy Em cũng khuyên can rồi mà không nghe Thôi có tội vạ đâu lão quan tự gánh chứ sao giờ em bảo lão sau đấy con đó nó dí cho đứa con rồi nó bỏ đi thì đừng có bà than với em. Em cứ ngỡ là lão chỉ tán chơi thôi vài hôm vậy thôi nên cũng không làm căng chuyện. Ai về hơn một tháng sau em nghe mẹ gọi điện bảo là chuẩn bị đi đám cưới anh Quang đấy. Em xửng người ra. Không phải là ông anh họ em bị đần thật hả trời. Ai lại lấy thứ đó về làm vợ. Mẹ em bảo sáng hôm đấy ông Quang dẫn bà Hương về ra mắt rồi Bố mẹ lão Quang ưng lắm Đến mẹ em còn khen bà này dịu dàng xinh xắn ngoan ngoãn Em chả hiểu mọi người bị sao nữa Em vào lục lại Facebook để cho mẹ em xem ảnh Mà ai về đã bị xóa hết rồi Profile thay đổi 180 độ toàn xe hình hoa sen nhạc phật sống tịnh tâm rồi hai tháng sau nữa thì ông quan lấy bà chị đấy thật em ghét cái loại giả tạo đấy ra mặt nên chả khi nào em chịu bắt chuyện thậm chí em còn cạch mặt lão quan một thời gian dài đấy là cho đến khi con mụ hương bỏ đi theo trai vứt thẳng con ba tháng lại cho lão quan nghĩ cũng tội mọi người yêu thương hết lòng để rồi vợ bỏ đi theo trai thì có sốc không hôm đấy em đang ở quê nghe hàng xóm bảo nhà ông anh họ cãi nhau nên em với mẹ chạy sang đến nơi bà hương đã đang kéo vali đi cùng một người đàn ông khác ông quang thì một tay ôm thằng cu một tay giữ tay vợ khóc nữa chứ chẳng thèm để cho chồng tí mặt mũi nào bà hương quát ầm lên chịu con này có mắt như mù mới lấy thằng chồng như mày cút ra cho tao đi đang đi làm nhàn tên sung sướng nắng không đến mặt mưa chả đến đầu về đây làm ruộng làm vườn tao chịu hết nổi rồi con đó mày nuôi đi không nuôi được thì vứt mẹ nó đi đừng có trông chờ gì ở tao em ơi em nghe mà em đứng hình đó mọi người ạ à. hóa trên lâu nay hôn nhân của ông quan cũng chả hạnh phúc gì bà hương ban đầu cũng hiền lành nọ kia nhưng có bầu lại lười thành ra có phụ giúp được việc gì đâu cứ kêu mệt với đau mỏi này nọ công việc cũng không có và rồi bây giờ đẻ xong khỏe cái là bay nhảy luôn thôi để ông anh họ em với thằng con trai thất thần như thế. Vậy nên là các anh nào có ý định giống lão quan thì suy nghĩ lại nha. Làm bố mẹ đơn thân mệt một thì bố đơn thân cực khổ mùi đấy. Chúa tể ăn sò già, vua ăn mặn gọi tên thằng bồ cũ tôi Huy Hoàng. Mọi người có tin không? Khi nó giới thiệu tôi cho mẹ nó, sau tôi thấy nó úp giúp sò mẹ nó và tôi phát hiện chuyện động trời hơn đó là mẹ mà nó giới thiệu là mẹ đường, tôi là hoa, một cô gái sống ở quê từ nhỏ, gia đình cũng có gọi là có điều kiện nên được cho ăn học đàng hoàng. Tôi thì cũng có khiếu ham học nên học lực cũng gọi là xuất sắc. Trong 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi được coi là tấm gương lý tưởng cho các em về sau. Biết bao nhiêu giải thưởng đạt được nào là học sinh giỏi cấp tỉnh rồi tới cấp quốc gia, tôi luôn phấn đấu không ngừng mỗi ngày để trở thành cái tiêu chuẩn con nhà người ta. Và thứ mà cái phụ huynh thường nhắc tới tôi khi răng dạy con họ, ngoài việc tôi học tập chăm chỉ, thì đó chính là việc suốt 12 năm ấy tôi quen, chưa quen bất cứ chàng trai nào. Chưa trải qua mối quan hệ mập mờ hay công khai với một ai cả. Mọi việc tôi đều dồn vào học tập. Cho đến khi tôi lên đại học, gia đình tôi muốn cho tôi một căn hộ trên phố. Năm đầu thì tôi vẫn học rất tốt, chỉ chú tâm vào học tập và chưa để ý bất cứ ai trong khi xung quanh tôi có rất nhiều chàng trai luôn ve vãn người tôi, tìm cách thu hút tôi. Nhưng mà tôi chẳng bận tâm. Đến đại học năm 2, người ấy xuất hiện. Người mà làm trái tim của cô tiểu thư như tôi phải trung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Trời ơi, phải nói là đúng gu tôi luôn. Người đẹp trai, giọng còn ngọt, ấm. Vài ngày sau thì tôi mới biết rằng anh ấy còn học siêu giỏi. Ôi thôi chết rồi, tôi đã trúng tiếng xét ái tình của anh ấy mất rồi. Tôi và anh ấy thì không có học cùng lớp, nhưng mà hàng ngày tôi vẫn lấy cớ đi ngang lớp anh ấy. Rồi khoảng một tuần sau, anh ấy bắt đầu tiếp cận và bắt chuyện với tôi. Trời ơi, khỏi nói nha. Lúc đó là tim tôi đập bùm bùm bùm, khoái không chết. Cả hai chúng tôi thường vào thư viện trao đổi bài cùng nhau. Rồi anh đưa tôi đi ăn, đi chơi. Khoảng hai tháng sau, vị anh tỏ tình với tôi trong một nhà hàng lãng mạn. Tôi đã không ngại ngần mà đồng ý. Trong khoảng thời gian đầu quen nhau, chúng tôi như hình với bóng, đi tới đâu cũng có nhau. Chuyện học hành lúc đó của tôi thì ban đầu học 10 thì giảm xuống còn 8. Hai phần còn lại là dành thời gian bên anh. Anh luôn chiều chuộng chăm sóc tôi. Mặc dù hai đứa ở riêng, nhưng tôi cần gì là anh sẽ quay chạy qua mua rồi đem đến cho tôi. Thế nhưng khi sang tháng thứ ba yêu nhau, anh dần để lộ tính gia trưởng cộc cằn kiểm soát. Anh xin pass vỡ bò tôi. Tôi nhắn hỏi bài bạn, miễn là con trai thì anh block hết, làm tôi phải đi giải thích với từng đứa bạn của mình. Không những đó, tôi còn phát hiện nhiều bí mật của anh. Anh không phải là học sinh giỏi nhờ năng lực của mình. Mà gia đình anh đút lót tiền đến nâng điểm và hạng của anh lên sau khi tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của anh và một người phụ nữ, hình như là mẹ của ảnh. Tại sao tôi biết thì anh cứ buông miệng Nũng nịu mẹ ơi mẹ à Con muốn mua cái này con cần từng này tiền để qua môn kia Thế méo nào biết vậy mà tôi vẫn cố chấp quen cho được Chắc lúc ấy tình yêu là mù con mắt Trước cũng thấy anh rất hay gọi cho mẹ Nhưng chỉ nghĩ đơn giản là anh yêu gia đình thôi Tôi cũng được xem ảnh mẹ anh rồi Thấy hai mẹ con cũng tình cảm Méo ai ngờ được chuyện đằng sau nó kinh khủng như thế nào Tần suốt tôi và anh cãi nhau nhiều hơn Anh cấu gắt với tôi nhiều hơn có hôm tôi gọi cho anh để muốn làm hòa. ấy thế mà anh không nghe mấy tận hai ngày liền. Nhắn tin không trép mặc dù anh non. Học hành thì chả thấy anh ở trường. Hỏi bạn bè anh thì ai cũng bảo không biết. Tôi lo lắng chạy đi kiếm anh. Tôi chạy đến quán mà bọn tôi thường uống. Tôi vừa ngồi xuống ghế ngó nghiêng tìm anh thì ô Phía đối diện chỗ tôi ngồi là khách sạn. Và trước đó đậu một cái xe khá quen. Tôi bước đến gần thì ôi rồi ôi, cái chùm chìa khóa ghim trên xe, còn để hình con gấu bông in hình mà tôi tặng, thì làm sao mà làm nổi đây? Tôi bước vào, đến dò la chị Thu Ngân, thế là tôi được chị hướng dẫn tận tình nơi anh ta đang ở. Vốn ban đầu tôi chủ ý, có ý định là xin cái chìa khóa để lên kêu anh về, vì tôi nghĩ anh còn giận tôi. Ơ, à, thế mà chị nhân viên có bảo thấy anh tay trong tay với một bà già cỡ 50 tuổi. Tôi bước tới cửa phòng thì tông cửa đạp vào. Ôi dồi ôi, cảnh tượng trước mắt tôi nó kinh tởm thật sự. Thằng người yêu tôi đang ngồi vét máng cho bà chị già kia. Thầy tôi thì thằng này chạy vội vào nhà tắm để bà chị kia nằm phơi thay không hiểu chuyện gì Tôi bước lại gần sốc một lần nữa vì bà chị già đó chẳng ai xa lạ mà chính là người mẹ của ông người yêu tôi bảo. Quả này tôi chỉ có sốc thôi, kiểu không nghĩ đang yêu cái thằng bệnh hoạn như vậy. Thằng này mặn chát nên chạy biến cho xa chứ không dám đi ghen nữa luôn. Mà đến khoảng thời gian gần đây tôi mới biết là bà kia không phải mẹ của thằng người yêu cũ của tôi, mà bà là sugar mommy của nó, bao nuôi rồi đó. Mà giờ nghe nói bà đó cũng bỏ bao nó rồi. Bà chơi nó mấy tháng tại nó đẹp, nó có năng khiếu nên bà mới quen. Bà chán nó rồi thì ba bỏ, thằng đó thì cứ tưởng bở, cứ ăn chơi sau khi bị trường học đuổi. Trời ơi hả dạ, may là tôi mê trai, chứ vẫn giữ bản thân con đường lui, không là giờ nằm giấy đành đạch hối hận rồi đó. Lâu không yêu, nay mối tình đầu làm bé đường nó sởn gây ốc gây vịt thật chứ, mong vía này không ám tôi tới sau này. Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt, bố nén giận trời khỏi nhà không tiếp khách, mẹ miễn cưỡng ngồi, im lặng đến mức khiến cả tôi và bạn trai đều thấy ngại. Tối hôm đó sau khi khách đã về, bố mẹ chỉ ngồi im lặng, không ai nói một câu nào. Từ trước tới nay, gia đình tôi chưa bao giờ có không khí căng thẳng và buồn chán như vậy. Bố nhìn tôi. Con mới 27 tuổi, ông ta đã u 50 như mẹ con. Con có một ông bố là đủ rồi, có cần thêm một người bố nữa không? Có thể có cái thứ gọi là tình yêu như vậy hả? Bố mẹ thật sự không hiểu rằng, tình yêu thời đại bây giờ không đơn thuần chỉ là tình yêu, còn cần rất nhiều yếu tố tôi từng yêu vài người. Họ còn trẻ, sự nghiệp chỉ mới bắt đầu. Họ yêu tôi bằng những lời hứa hẹn sẽ cố gắng vì tương lai. Tương lai thế nào không rõ. Nhưng hiện tại họ chẳng có gì. Lấy anh ấy tôi không phải đợi chờ. Anh ấy đã có tất cả, chỉ thiếu một người vợ. Và tôi quyết định mình là mảnh ghép lắp vào chỗ thiếu ấy. Bạn trai tôi không còn trẻ, nhưng bù lại anh ấy có sự nghiệp vững vàng, kinh tế cực kỳ ổn định. Làm vợ anh, tôi hoàn toàn không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Anh chiều chuộng và cưng phục tôi. Trong mắt anh, tôi giống như nàng công chúa bé nhỏ. Thật ra lúc đầu tôi cũng có chút e ngại vì khoảng cách tuổi tác quá xa. Nhất là khi gặp hai đứa con của anh, họ gọi tôi bằng chị. Nhưng khi biết vợ anh mất khi hai con anh còn học mẫu giáo, anh gà trống nuôi con đến tuổi này mới dám đi bước nữa. Tôi thật sự xúc động. Một người đàn ông có thể gạt đi hạnh phúc riêng của mình để lo cho con. Người như thế đời này không có nhiều tôi đã từ van xin khóc lóc đến cãi lời bố mẹ để làm vợ anh. Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Dù sao bố mẹ cũng không thể hạnh phúc hay khổ đau thay cho con được. Mẹ đã bất lực nói thế trước quyết định của tôi. Để làm vợ anh, tôi phải đối diện với bao sự dèm pha của người đời. Ai cũng nói tôi lấy anh vì tiền. Điều đó đúng, nhưng không phải là tất cả. Đời này đâu thiếu cảnh chồng già, vợ trẻ hạnh phúc. Tôi tự nhủ lòng, tôi sẽ chứng minh cho bố mẹ mọi người thấy là tôi sáng suốt và không hề sai. Thế nhưng chỉ sau một năm chung sống Tôi nhận ra Cuộc hôn nhân này hoàn toàn không giống như mình mơ mộng Khi yêu vì sợ anh chê trẻ con Tôi ít khi mẹ nheo Làm vợ anh tôi tưởng mình ít tuổi hơn nhiều Sẽ được anh chiều chuộng tha hồ nhõng nhẽo Nhưng không Anh nghiêm khắc và khó tính đúng như số tuổi của anh Những chiều chuộng trước đây là anh cố tỏ ra để lấy lòng tôi thôi anh đối với tôi giống như đối với hai con của anh anh dạy tôi cách giữ gìn sức khỏe cách chi tiêu hợp lý cách tiết kiệm tiền anh không thích tôi ăn mặc quá trẻ trung hở hang vì cho rằng nó không hợp với anh anh cũng không thích nghe tôi nói đùa cho rằng như thế là thiếu tôn trọng chồng anh không quan tâm đến tiền lương của tôi nhưng anh cũng chẳng cho tôi quan tâm đến tiền lương của anh anh bảo mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh lo hết tôi chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện làm tròn bổn phận người vợ người mẹ là được rồi sự nghiêm khắc của anh khiến tôi kinh ngạc tôi là vợ anh dù tôi có ít hơn anh nhiều tuổi tôi cũng là vợ anh ngang hàng trong mối quan hệ với anh vậy mà lúc nào anh cũng cho rằng tôi non trẻ thiếu kinh nghiệm thiếu chín chắn anh muốn tôi kính nể anh lễ phép với anh như con với bố ngay cả chuyện vợ chồng với anh cũng rất nhàm chán anh nói anh lớn tuổi rồi phải biết lượng sức giữ gìn sức khỏe anh già nhưng tôi còn trẻ tôi không muốn chuyện chăn gối chỉ là ăn cho đỡ đói không có sự lãng mạn ngọt ngào Hôm qua tôi đi dự sinh nhật của một người bạn thân. Anh không đi cùng với lý do toàn người trẻ, anh thấy không hợp. Tôi về muộn, cố uống chút rượu. Anh đã mắng tôi. Anh nói anh lấy vợ về, hy vọng trong nhà có bàn tay phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi chỉ biết đàn đấm ăn chơi, vì đi sinh nhật bạn, cơm tối cũng không nấu cho chồng con. Tôi khó chịu hỏi anh. Sao anh không thuê giúp việc? Anh chỉ cần một người giúp việc, không có cần lấy vợ đâu. Anh mới cấu, có những chuyện phải làm rồi mới biết mình sai anh nói vậy có nghĩa là thừa nhận lấy tôi là sai lầm có lẽ hai chúng tôi đều sai lầm tôi không dám tâm sự những nỗi khổ của mình với bố mẹ cũng không dám kể với bạn bè mọi người đều từng khuyên ngăn tôi và tôi bất chấp tất cả để kết hôn với người đàn ông này tôi còn rất trẻ và xinh đẹp đáng lẽ lấy người chồng nhiều tuổi đã có con như vậy anh ấy phải bù đắp thiệt thòi cho tôi chứ không phải là khiến tôi sống ấm ức ngột ngạt như thế này tôi từng cao ngạo tuyên bố sẽ sống thật sung sướng hạnh phúc với lựa chọn của mình Tuy nhiên bài toán này tôi đã tính sai và kết quả không như mong đợi. Tôi đang nghĩ, nhân lúc chưa có con, mau chóng kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng tôi không biết phải đối diện như nào với bố mẹ mọi người xung quanh, cá không ăn muối cá ương, tôi thật sự chẳng có mặt mũi nào để quay về nhà nữa. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang kinh doanh online tại nhà, tôi có hai con, có bố mẹ chồng nhưng không có chồng. Cuộc hôn nhân 12 năm của tôi gặp nhiều sóng gió, cũng vì sự xuất hiện của người thứ ba. Đức hơn tôi 4 tuổi, trước kia anh hiền lành chất phát lắm, làm lái xe chở vật liệu xây dựng. Hàng tháng dù kiếm được nhiều hay ít, anh đều đưa tôi giữ cả. Sóng gió bắt đầu ập đến khi tôi sinh con gái thứ hai. Do gặp tai biến trong lúc sinh nở, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung của tôi. Từ đó tôi không thể sinh nở được nữa. Nhà có hai cô con gái, vợ chồng tôi bị họ hàng người quen chăm chọc, mỉa mai dữ lắm nào là con gái cái bòn có con gái phải ngồi mâm dưới không biết đẻ mới sinh toàn con gái cứ nghĩ con nào chả là con nhưng có vẻ tôi nhầm vì chuyện tôi không thể sinh nở được nữa mà đức càng ngày càng thể hiện rõ sự chán nản xa đà hẳn so với ngày xưa làm thì ít mà triệu thì nhiều chẳng lo nhà cửa nhiều hôm đi mấy ngày mới ló mặt về hỏi lý do thì cấm chịu nói thế chuyện chăn gối càng tệ hơn các con rất yêu bố và muốn ngủ chung với bố mẹ, nhưng Đức kiên quyết từ chối, kêu ồn ào, làm anh mất giấc nên bắt ba mẹ con khăn gói qua phòng riêng ngủ với nhau. Cũng chính vì ngủ với con, nên chuyện quan hệ vợ chồng ngày càng ít, có anh chả ỏ ê tôi lấy một lần, hoặc có làm thì cũng như làm cho xong. Không còn tâm sự với vợ, điện thoại cũng đổi mật khẩu luôn. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, người cùng nhà với mình liệu có còn là chồng mình không? Sao cảm giác có nhiều bí mật quá vậy? Và năm con gái thứ hai tròn 3 tuổi, tôi đã nhận được câu trả lời. Đức cặp bồ bên ngoài và bao biển hết sức trơ trẻn. Anh là con một, còn phải nối giỏi hương hỏa. Em không sinh được con trai thì anh phải tìm giống bên ngoài. Làm không được còn trách ngược chồng. Anh quá thất vọng về em. Nghe mà cay cú thật. Chồng tệ, nhưng may là vớt lại được bố mẹ chồng. Biết chuyện anh ngoại tình, ông bà bên vực tôi lắm. Mắng chửi chồng tôi không tiếc lời ông bà nói tao chỉ coi một mình cái hoa là con dâu và duy nhất hai đứa cháu gái còn lại bất kể ai khác đều không liên quan tới cái nhà này đừng có đưa nhau tới ăn vạ vợ chồng tao thuyết phục bố mẹ chấp nhận vợ hai không thành công chồng tôi vùng vàng bỏ đi dọn đồ để nở hẳn với bồ nghe đâu hai người có với nhau một đứa con trai rồi đúng như ước nguyện của đức nhìn hai đứa con thơ ngay liên tục hỏi mẹ ơi bố đâu mà tôi xót xa chua chát trong lòng dặn xé như điên vì không dám nói sự thật cho các con biết về người bố tồi đã bỏ con đi với người đàn bà khác. Nghĩ người ta đã có vợ con mới, mình nói lại cũng như cái gai, nên tôi làm đơn ly hôn và đã thông báo cho anh nhiều lần. Nhưng Đức không chịu ký, dùng dằn mãi không giải quyết được việc ly hôn, nên vợ chồng tôi vẫn sống như ly thân. Bố mẹ chồng thì muốn vũ vung vén, bảo tôi và các con cứ ở cùng với ông bà. Ông bà sẽ giúp tôi chăm nơm hai đứa. Tôi nói thẳng, đã tính chuyện ly hôn thì bố mẹ sốc lắm. Ông bà kịch liệt phản đối, cả hai đều khuyên tôi nghĩ lại và nói rằng thằng đàn ông nào ngoại tình rồi cũng trở về với vợ con thôi. Làm gì có ai đi, đi luôn được đâu, con cứ chờ mà coi. ngẫm lại, nếu tôi ly dị chồng, lại dẫn thêm hai đứa con gái về nhà. Ông bà ngoại ở quê sẽ mất mặt với bà con hàng xóm. Nghĩ đến danh dự bố mẹ, tôi lại nhục chí việc ly hôn hoãn lại đến tận bây giờ. Ba năm qua, Tôi vẫn ở nhà chồng, làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Qua người quen tôi biết chuyện của chồng tôi với bồ vẫn rất thấm thiết. Chả hiểu câu nói sống ác sẽ gặp quả báo thế nào. Chưa quả báo ấm êm như Đức, tôi thấy bất bình thật. Đen tình thì đỏ bạc. Nhờ việc kinh doanh thuận bường xuôi gió, tôi may mắn tích góp được một khoản không nhỏ phòng thân. Tôi đang tính mua một miếng đất, xây một căn nhà rồi dọn ra ba mẹ con ở với nhau. Nghĩ đến một không gian của riêng mình, tránh xa khỏi căn nhà đầy ký ức đau buồn mà nhẹ cả lòng. Nghĩ là làm, tôi gọi điện cho Đức hẹn anh tranh thủ về nhà một buổi để cả hai gặp mặt hoàn thành nốt thủ tục ly hôn, khác với lời từ chối thẳng thường mọi ngày. Rồi hẹn vài ngày nữa anh sẽ về gặp tôi. Suốt ba năm biệt tâm biệt tích, đến bố mẹ đẻ cũng chẳng buồn đã động. Đức trở về trong già đi cả chục tuổi, người ngợm, hơm hem, nếu bôi nhọ vào là y hệt ăn xin. Lần này anh không về một mình, tay dắt theo một bé trai chừng 2 tuổi. Thằng bé nhét nhát ốm nhơm vừa đi làm đứt phải bế bồng liên dỗ dành. Hóa ra anh cũng biết trông trẻ con, cũng biết dỗ, biết thương. Trước giờ với hai đứa con gái tôi cứ ngỡ anh là ông bố mắc bệnh vô cảm cơ đấy. Tôi mỉa mai, mẹ cháu để khéo quá, y đút bố. Mà chăm cháu kiểu gì ốm nhơm, ốm nhách như thiếu ăn thế kia. Nói rồi, đẩy đơn về phía anh nói ký nhanh. Bất ngờ thật, anh ta gạt vội đi, nắm lấy tay tôi như nắm lấy chiếc cọc cứu mạng nước mắt trưng trưng liên mồm xin lỗi nhận sai muốn cùng tôi làm lại từ đầu hóa ra cô bộ sống với anh bấy lâu nay đã bỏ bố con bà chờ đang hạnh phúc với một người chồng giàu có khác rồi nay anh dẫn thằng bé về đoàn tụ với mẹ con tôi anh mong tôi sẽ tha thứ lỗi lầm của anh coi thằng bé như con và nuôi dạy nó nên người thấy chồng muốn quay về với mẹ con tôi mẹ chồng tôi mừng lắm bà hết lời khuyên tôi nên nhủ lòng tha thứ nhưng tôi thì khinh Thứ đàn ông đó bây giờ có cho tôi cũng chả thèm. Chỉ ngại bao lâu nay bố mẹ chồng cưu mang tôi quá. Tôi ái ái nên chưa giải quyết Đức ngay. Nhìn thằng bé ngây thơ gầy sơ đứng cạnh Đức. Cầm hộp sữa của con tôi hút lấy hút để đối khác. Bỗng động lòng là... thương. Thật tâm tôi cũng muốn nhận nuôi thằng bé. Tội nó vì có người mẹ tồi. Nhưng nhìn Đức tôi vẫn rất căm ghét. Trong lòng dằn xé. Tôi khó xử quá mọi người ạ. À. ta mới đọc được cái tích của bà nào bảo không bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng vì biết kiểu gì hắn cũng có cái để giấu giếm. Đọc tới đó tao nhớ tới câu chuyện bùng binh của chồng tao ghê, sẵn mấy bồ nghe tao kể luôn nha. Thì tao cũng là đứa có sự tự tin. Chả bao giờ kiểm tra điện thoại chồng, sống với nhau 8 năm trời, hai mặt con cả rồi. Mày lén phén thì bà cho mày văng ra chuồng gà luôn khỏi nói nhiều. Nói thì tự tin thế đấy, nhưng đâu có nghĩ là ngày đó nó đến thật đâu. Bữa đó thằng chồng nó xin đi đám hỏi bạn nó. mà cái thằng đó tao ghét như cứt ý. Hồi trước cũng vì nó rủ rê nhậu nhẹt mà vợ chồng tao hay cãi vã. Nhưng tao làm dữ quá rồi cũng dăng ra là bây giờ là bảo là ngày vui của nó. Đời người có lần chả nhẽ bạn bè thân thiết nhờ bưng mâm mà mình không đi thì kỳ. Thế là hôm đó nó đi từ 6 giờ sáng tới 7 giờ đêm mới ló cái mặt say mềm về nhà. Mà lúc này Linh cảm mách bảo tay tao nó ngứa bê ơi tao thò tay lấy cái iphone 13 của nó thì mở khóa không được do nhận diện gương mặt Thế là tao lấy cái Samsung rồi dùng tay nó mở trong một nốt nhạc luôn. Mở được rồi thì tổ tiên ông bà mách bảo tao phải vào Zalo liền. Thì đập vào mắt tao là cái tin nhắn với một con nhỏ nào đấy lạ lắm. Mà nó đẹp nữa. Tao chết von thì nó sinh năm 292. soi kỹ vào tin nhắn thì thấy đi ăn, đi nhậu cũng chụp hình gửi cho nhau. Con méo đó còn chụp cái ảnh nó đi du lịch ở khách sạn, quấn cái khăn trắng huyền thoại chào mời thằng này nữa chứ. Đọc đến cái câu anh nhớ em, muốn lấy em làm vợ, tự dưng nước mắt tao chảy dài, tao ướt nghẹn hỏng luôn. Không nghĩ cưới nhau ngờ ấy năm, vượt qua biết bao nhiêu là biến cố mà ngày giờ ngồi nghe nó nói yêu đương với con nào đấy. Thật sự nước đưa này của nó làm tao hụt hẫng lắm bây. Vì tao đã luôn tin tưởng chồng mình, thấy nó biết làm ăn, đôi khi cũng có la cà chè rượu. Nhưng đâu có nghĩ ra nông nổi này. Tao nhanh tay lấy điện thoại quay chụp lại hết tin nhắn. Lâu nước mắt dồn hết sức mạnh vào bàn tay, tao tác nó một cái điếng người. Nó đang ngủ mà bừng tỉnh như trời giáng. Đức dậy xong tao ném cái điện thoại vô mặt nó luôn. Xong tao không nói gì xuống chở con đi học anh văn tiếp. Tao ra đến công viên rồi bưng mặt khóc như một con ngốc giữa dòng người đông đúc. Tao lấy điện thoại ra để kể cho ba chồng nghe hết mọi chuyện. Ba chồng tao là người hiểu chuyện nên ba khuyên tao hết lời bảo về nhà đi. Rồi ba xuống tới. Tội nghiệp ba mẹ chồng tao hơn 70 tuổi rồi mà thu dọn lên nhà tao trong đêm luôn. Lên đến nơi thì thằng chồng tao nó kể lễ Con nhỏ đó nó là kiểu đầu mỏ Nên tin nhắn đấy là mấy thằng bạn nó nhắn kích nó thôi Chứ anh không có tham gia Rồi nó thề thốt đủ thứ Còn quỳ xuống chân tao xin lỗi Má lúc này tao nghĩ thương ba mẹ chồng với hai đứa con nhỏ thôi Chứ thằng này tao méo còn lòng tin nó nói nữa rồi Rồi mọi chuyện cũng im ắng đâu đó được thời gian Lúc này tao thả nó luôn kệ đi Tao không quan tâm tới nó nữa Thì tao bắt đầu đi học lái xe Vừa đi làm vừa đưa đón hai con Lại còn học này nọ nên tao rất đuối Mặc dù vậy nhưng tao vẫn không nhớ tới thằng chồng luôn Rồi bữa đó rước con về thì hai đứa bệnh cùng lúc Tao điện thoại cho nó thì ờ ý e không thèm bắt máy Chết cam để thấy thằng bạn lái ô tô sang rước đi đâu đó Mà tao biết tụi này đi nhậu chứ đi đâu được Tao giao con cho bà ngoại sách chiếc xe lượng chừng 80 quán nhậu Tới cái quán thứ 81 thì địch ở đây rồi Chạy trời không khỏi nắng Vừa bước xuống xe gạt chân chống, ngó kỹ quán thì thấy nó ngồi với thằng bạn với hai con nào trong mướt mẻ lắm. Tao cởi mũ bảo hiểm, xách nón đi sòng sọc, sọc như quán. Vừa tới nơi tao đập tới tấp như đầu nó. Nó trao đảo ngã sang bàn khác. Bà chị chủ quán ra năng nỉ quá trời. thấy vậy tao chuyển sang chế độ tao nói. Tao vất vả đi làm. Sớm hôm, con cái bệnh hoàng ở nhà của mẹ tao lo. Cho mày rảnh tay, tụ tập đú đỡn. Mày muốn gì nói ra đi, bữa nay tao chết sống với mày một bữa. Thề khúc này máu tao lên lắm rồi, có dao hả chắc tao lụi nó như lụi bồi viên luôn á thằng chồng nó biết tính tao ẩu mà ưa liều mạng nữa để nó bế thóc tao về mặc dù nó đang xỉn cái sức đàn ông 80 kg của nó mạnh quá tao làm không lại rồi hai đứa lên taxi về nhà chiến tiếp đêm đó chui vô phòng tao quánh nó như trái banh lông nó ngồi không chống trả chỉ năn nỉ quỳ lại tao tao kiên quyết ly dị do hai đứa con cho nó giữ để tao đi lấy chồng khác thì nó khóc lóc nó khóc như mưa lũ thượng nguồn đổ về đồng bằng kết quả là ba mẹ chồng tao lại xuống và năn nỉ tiếp tao giận ghê lắm nhưng vì ba mẹ quá hiểu chuyện lại thương con dâu và thương cháu nữa nên là tao đành im yểm tha lỗi cho nó thêm một lần nữa tới giờ ba năm rồi sau trận đó nó cũng không đi nhậu an phận thủ thường mà sống bên cạnh tao ngồi kể lại những dòng này mà nó cười khen vợ anh nóng tính võ công cao anh mà không khéo bữa đó dám lụi anh thiệt luôn ạ à. tao cười như điên lên được vì đó luôn ấy chưa bao giờ nha chưa bao giờ mình gọi cô gái nào là loại cho đến khi gặp trường hợp này mấy ông mà bảo không nhận ra trà xanh chắc ngu mới không biết chứ mình thấy nó rành rành nổi cái da gà luôn rồi nè giới thiệu quan tí mình là nam sinh viên hai năm trước từng gửi bài về page hỏi vì chuyện người yêu hướng nội quá đó đến bây giờ mình vẫn trân trọng bạn ấy vì hôm đó có đọc được bình luận có thể bạn ấy từng bị tổn thương cho nên luôn thu mình lại và mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm nha không nở nổi giận, không có dám to tiếng hay là quát vì sợ bạn nghĩ nhiều á. Rồi, mình cảm ơn lời khuyên của mọi người để giúp mình và người yêu mình có thể mở lòng với nhau nhiều hơn nha. Lần này lên đây á, mình không cần lời khuyên, nhưng mà mình cảm thấy nha, quanh ta thì ra có nhiều con rắn giả dạng con người lắm quý vị mà mình muốn các anh em cho nên cảnh giác nha và lựa chọn đúng đắn cái sự lựa chọn cho bản thân nhiều một cái. Đó, hôm đó là sinh nhật Linh, người yêu của mình Đã bàn trước với bạn cùng phòng người yêu là sẽ tổ chức bất ngờ Vì hôm sinh nhật trúng chủ nhật Thì chiều thứ bảy mình bí mật qua trường người yêu chợ sinh nhật đang đến hồi kết đến cái đoạn mình với người yêu chụp hình á thì bất ngờ con con nhỏ vi lao vào bôi bánh kem vào mặt người yêu của mình không biết tay nó có tật không mà bảo bôi bánh kem nhẹ mà bôi với mắt người yêu của mình luôn trời đất ơi lúc ấy thấy người yêu mình mắt đỏ mình cọc ra mặt thì mọi người cùng phòng ai nấy cũng bảo là hòa hoãn lại nên là ngày vui không có nên cọc quá mình xin phép là đưa Linh đi ra khỏi trường đi chơi vì thấy cảm xúc của Linh đang không tốt cho nên đó, đưa đi đâu đó cho bạn giải tỏa và điểm chọn là ra công viên ngồi cạnh hồ. Em kể nhỏ kia dù làm gì quá đáng thì mọi người đều binh vực với lý do là nó vô tư quá. Cho nên á, nhiều cái nghĩ chưa thấu đáo, nhiều lúc bất mãn lắm nhưng mà chọn nhường nhau mà sống. Thì ra là do Linh nhịn, bảo sao nhỏ đó mất hết liêm sĩ à. Sau ngày hôm đó vi nhắn tin cho mình khá thường xuyên hôm ấy thì hỏi mình à, thích gì ghét gì mình nhắn thẳng luôn là mình ghét những thứ linh ghét và thích những thứ linh thích Ừm, đó, chuyện này có là gì với cái chuyện là cả nhóm rủ nhau đi ăn nè Lúc đó nha, trong nhóm có một con bé đưa người yêu đi ăn cùng Người yêu mình thì cũng rủ mình đi cùng Tưởng ăn uống vui vẻ thôi Ai ngờ dính hẳn cái sự hãm liền, không hề nhỏ Cả nhóm chụp bức hình kỷ niệm Vì méo hiểu biển gì nó zoom ảnh, cắt hẳn ảnh mình với nó Rồi đăng story, tác hẳn mình luôn mình lúc này thấy ba chấm rồi nha ủa con này chắc bị dẫm hay gì trời mình có nói với linh mà cô ấy nói là cô ấy cũng bất lực á hôm nay mới biết linh có nói là sao các ảnh đã đăng vậy nhớ kêu vô tư kêu mượn mình chọc đi người yêu cũ hôm đó có tiếng qua lời lại với nhau nhưng mà vẫn không giải quyết được sự vô lý của con vi sau chuyện đó nha, người yêu mình cũng cảnh cáo luôn là vi cấm có la liếm gì người yêu bạn cùng phòng. Nói chắc nệt bảo không thèm, nhưng tay thì nhắn tin thả thính mình. Vi á, nhiều khi còn gọi điện nói là muốn kể chuyện về người yêu mình. Nhưng thực ra là không có chuyện nào đấy trơn á. Từ đầu đến cuối đều là chuyện Vi thấy thế này, thấy thế kia. Rồi sao người yêu mình tốt số thế, yêu được mình các kiểu rồi nhắn tin quá giới hạn rồi nha thính bay ngập trời nhưng điều mình từ chối hết thẳng thừng luôn đến điểm của sự ghê tởm này nè vài tuần trước thì vi nhắn cho mình kêu ra nói chuyện xin lỗi mình nghĩ là nên chặt đứt cái suy nghĩ mơ hồ đó luôn đi dẹp bà đi đến quán thấy vi mặc bộ một bộ đồ hơi mát mẻ là mình thấy <laughs> không bình thường nha vi nói là để vi làm người yêu mình đi không đòi hỏi như em bé nhà mình đâu đến đây á thấy chắc nó bị điên rồi hay sao á còn nói em bé nhà mình không xứng cũng làm rơi túi xong cuối xuống nhạc là cố ý nhưng mà mình đoán được á cho nên đứng dậy quay người lại nói luôn tình yêu của tôi với người yêu tôi đang rất đẹp nha còn việc sướng hay không á không đến lượt cô bàn luận người tôi như thế nào có tiểu thư hay không tiểu thư á thì đó cũng là người yêu của tôi cô nói cô tự tin cô đẹp hơn em bé nhà tôi thì cô đi tìm một người hơn tôi để mà xứng với cô hơn chứ không phải đi cướp người yêu của bạn hiểu không mà với lại á người tôi yêu còn đẹp hơn cô nhiều nhìn đi nhìn lại chắc cô chỉ là móng chân của linh hiểu chưa còn cô nói mọi người em bé nhà tôi đào mỏ thì à, tôi xin nói thẳng luôn là được để em bé nhà tôi đào là tôi vui lắm luôn. Đào cỡ nào mỏ cũng không hết được cho nên khỏi phiền cô lo, ok. Chuyện hôm nay tôi nói rất rõ rồi nha, cô muốn xấu mặt á, thì cứ làm to chuyện lên đi. Rồi khi đó cả trường cô sẽ biết cô có ý định cướp người yêu bạn mình, ăn mặc hở hang đứng quyến rũ người yêu bạn thì chắc đẹp mặt lắm ha đó nói rồi mình đi ra thanh toán rồi qua trường em bé chở linh đi ăn sau hôm đó vài ngày nghe nói vi và một bạn khác trong phòng cãi nhau vì vi nhắn tin cho người yêu bạn kia cũng thính bay ngập trời đó bị bạn đó thấy rồi cãi nhau to luôn hôm nay đi chơi lúc đưa em bé về sớm xong nghe bé kể là vợ sắp cưới của một ông anh nào đó vào phòng nói chuyện về việc vi nhắn tin đưa đẩy rồi đi chơi với anh chồng sắp cưới chỉ cùng phòng nghe xong nổi máu điên cho viên trận luôn <laughs> Ta nói chứ nói chung cái gì của mình là của mình Không phải của mình á, thì dù có thèm đến đâu Cũng phải là của mình Nên đi giành giật làm gì Rồi tự mang nhục vào người đó Mấy ông cũng nên tỉnh táo với mấy kiểu con người như này nha Không phải đứa nào dân cũng húp được đâu Làm người đi anh em ơi Đừng làm cờ hó Liếm đi liếm lại Có khi liếm lại của nhau đó Ngày ngồi lên đây chia sẻ cho mọi người câu chuyện tra ba mẹ chồng, chị chồng dắt em đi đánh ghen Ý là mới đâu đây 2-3 tháng trước gì đó Thì em tình cờ phát hiện thằng chồng 3 năm nằm chung chăn chung giường với em Lại ra đường cặp kè với con nhỏ khác Lúc em bắt gặp lúc đó em sững người luôn mà mọi người trong đầu em cố gắng trấn an, cố giữ bình tĩnh, chứ không thôi giận quá, mất khôn. Em chạy về nhà với vẻ mặt u ám, Đến giờ cơm, em, mẹ và chị ngồi vào bàn. Em nói thiệt á, là em nuốt không trôi một hộp cơm luôn nha quý vị. Chắc là mẹ chồng em cũng nhận thấy có gì đó là lạ nên hỏi em. nay sao vậy con? Sao mặt mày nhìn khó coi vậy? Thằng Tùng nói chọc gì con hả? Em nghe xong thì em trả lời lại mẹ. Dạ, đâu có đâu mẹ. Nói một đằng mà em nghĩ một nẻo. Mẹ nó, tao cứ tưởng chuyện ngoại tình như thế chỉ có trên phim thôi chứ. Ai ngờ lại rơi trúng ngay nhà mình. Tùng ơi, anh về đây hả? Rồi em cho anh biết đây. Tối đó anh Tùng về rất muộn Anh mở cửa phòng ra thấy em ngồi khoanh tay trên ghế Thì anh liền hỏi Vợ ăn cơm chưa Sao trễ thế này rồi mà em còn chưa ngủ vậy Em không thèm trả lời câu hỏi của chồng Mà em hỏi ngược lại anh Trễ thế này rồi mà anh đi đâu bây giờ mới về Anh có biết là thằng Bim đó ở nhà chờ anh từ chiều giờ rồi không Ảnh liếc mắt sang một bên rồi biện lý do là công ty tăng ca, nên về trễ rồi hứa với em là mai về sớm để dẫn hai mẹ con đi chơi một bữa cho khuây khỏa. Em nhìn vào thái độ của chồng em là em biết anh ấy đang nói dối rồi. Em tạm gác lại chuyện đó và cũng không tra hỏi nữa. Vì em biết cho dù em có hỏi 10 câu thì anh ấy cũng lấp liếm biện cớ cho qua. Tối khuya, hai vợ chồng em nằm quay mặt về hai phía. Em không hề cảm thấy chạnh lòng hay buồn bã gì, mà em lại rất khó chịu và bực bội. Tại sao em biết anh thấy ngoại tình rồi Mà vẫn còn nằm chung giường với người đàn ông tệ bạc như vậy Sáng giờ em đã không thấy anh ấy đâu Em vệ sinh cá nhân xong rồi xuống dưới nhà Đứng ngay chỗ bậc cầu thang Thì thấy ảnh đang lo bữa sáng nhìn qua là biết chồng em chột dạ Vì tối qua bị em tra hỏi Nên bây giờ đang cố dỗ nịnh em đây mà Cùng lúc đó mẹ và chị chồng em cũng xuống dưới nhãn sáng Hai người đứng phía sau em vỗ nhẹ vai mẹ em bảo Sao con đứng đây làm gì vậy Xuống dưới ăn sáng nè lúc anh thấy em xuống liền kéo ghế cho em bưng thức ăn lên rồi làm những hành động rất quan tâm em nhưng em lại chẳng có phản ứng gì em không nuốt nổi một miếng thức ăn nào mẹ và chị thấy vậy chắc cũng nghĩ là hai vợ chồng em cãi nhau gì đó nên lúc em ăn xong rồi lên trên phòng thì em có nghe mẹ em bảo là con chọc giận gì con ngân rồi phải không sáng giờ mẹ thấy nó kỳ kỳ sao á chồng em cũng chỉ trả lời qua loa bảo là dạ chắc do tối qua con về trễ nên vợ con giận thôi mẹ rồi đến chiều em đón con em về sớm tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé ăn cơm xong xuôi hết để chờ ba nó về chở hai mẹ con đi chơi. Bình thường nếu không tăng ca hay hợp hành gì thì 5 giờ anh sẽ về đến nhà. Mà em và con ngồi đợi đến 6 giờ rưỡi rồi mà không thấy chồng em về. Em thấy trong lòng có chút bất an. Em liền gọi điện cho chồng nhưng mà chỉ nhận được phản hồi thuê bao. Em gọi lần mấy chục cuộc. Đến 7 giờ kém, điện thoại em vang lên. Em nhấc máy lên thì nghe là nhỏ Huyền bạn em. Nó gọi bảo là Ê Ngân, Nãy tôi đang làm tiếp viên ở khách sạn Tôi thấy có thằng nào giống một chồng mày lắm Đã vậy nó còn ôm mèo con nhỏ nào nữa Mày lo mà qua đây liền đi nha Em nghe xong mà như xét đánh ngang tay Em sững người Rồi thằng con em nó hỏi Mẹ ơi ba hứa hôm nay về dẫn con đi chơi Mà sao ba chưa về vậy mẹ Em nhìn rồi em khóc nước nở Mẹ em thấy vậy mới hỏi em làm sao đấy Em khóc à lên bảo là Anh Tùng bánh ngoại tình rồi mẹ ơi Em khóc là vì em thấy tội thằng Bim nó còn nhỏ, em không muốn con em biết cha nó ngoại tình. Rồi sau này con em sẽ thế nào đây? Mẹ em nghe xong liền kêu em dẫn mẹ và chị dâu tới chỗ anh Tùng cặp kè với nhỏ đó. Tới nơi mẹ em chạy xong và hỏi số phòng. Rồi bấm thang máy đi lên tầng trên. Mẹ em chạy nhanh quá, em và chị em đuổi theo không kịp. Lúc em với chị đuổi lên tận phòng 506 thì đã thấy mẹ em đập cửa rầm rầm rồi. Em chạy tới thì anh Tùng anh mở cửa. Trên người anh chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm. Mẹ em tác anh Tùng vài cái rồi chửi thẳng là con Ngân nở ở nhà ôm con cho mày Vậy mà mày ra đường cặp kè với con khác Cho dù mày có là con trai tao đi nữa Thì hôm nay mày làm ra chuyện như thế này Tao phải cho đội đôi gian phu dâm phụ Tụi mày biết mặt mà, Dám đụng tới con dâu tao Nói xong mẹ em chạy vào thẳng vào phòng Kéo con tiểu tam đang nằm trên giường xuống túm tóc Rồi dán cho con trà xanh đó một cái vuốt má đau điếng Sao mày dám giật chồng con dâu tao hả Nói xong mẹ em lấy đâu ra chai dầu ăn, đổ lên người con trà xanh đó từ trên xuống dưới, khiến nó về nhà tắm mấy hôm mới rửa được mùi dầu ăn. Còn chị chồng em thì đưa đầu con nhỏ, làm vài đường cắt điêu luyện. Trời ơi mọi người ơi, chồng em ngoại tình, mà người đánh ghen không phải là em, mà là mẹ chồng và chị chồng em. Hai người họ hôm đó chiếm hết spotlight, mẹ em tẩn con trà xanh đó, xong rồi quá một tiếng. Mày ngay ra đó làm gì? Về xin lỗi vợ mày đi. Em hú hồn hú vía luôn mọi người mẹ chồng em tuy là đầu đã hai thứ tóc rồi nhưng mà bà sức trâu lắm đó nha. Còn về chồng em tối hôm đó về, mẹ chồng em dọn hết đồ đạc của anh ném hết ra ngoài đường. Mẹ chớ thèm sắp đồ vào vali mà mẹ em nhồi nhét hẳn hết vào cái bịch ni lông rồi vứt ra ngoài. Em về soạn sẵn một tờ đơn ly hôn để đó cho anh sợ. Anh Tùng thì anh cũng biết lỗi nên mấy tuần nay cũng cố gắng nghe lời mẹ, nghe lời vợ vun vén cho gia đình. Em thật sự không nỡ ly hôn, vì em không nỡ xa mẹ chồng và chị chồng chất lượng như vậy đâu ạ. À. Mình là Hương, 5 năm trước khi chồng mình dẫn mình về ra mắt, thấy cảnh sống ba thế hệ cùng một nhà, mình đã nghĩ là sẽ hòa thuận và hạnh phúc như trong phim, nhưng mà đời đúng là không như mơ, dù mình có tài chính vững bao nhiêu, giỏi thế nào thì mâu thuẫn và trạng nước vẫn không thể tránh khỏi. Cuộc sống hôn nhân của mình 5 năm nay như một bức tranh đầy mảng màu tối lập. Vợ chồng mình sống cùng bố mẹ chồng, chị gái chồng thì đã mua chung cư và sống trên Hà Nội. Chồng mình thì làm công trình ở xa, mỗi tháng chỉ về được 2-3 lần. Mình học marketing nên kiếm được một khoản tiết kiệm kha khá. Từ hồi về quê lấy chồng thì mở sốt quần áo gần nhà, rồi làm việc online nữa. Nói chung là đủ thời gian lo việc trong nhà, lại có thu nhập đều đều tầm 15 triệu một tháng những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm. Cho đến năm ngoái, anh chị chồng mình mua được ô tô. Hầu như cuối tuần nào cũng về quê chơi. Làng sớm thì người ta tưởng là các bác về, thì sẽ cho bé sóc nhà mình nhiều thứ lắm. Ai về chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Anh chị chồng xiên về, nhưng chẳng phụ giúp cho mình được đồng nào cả. Bảo là anh chồng là con trai, nên không để ý mấy cái đấy. Đằng này chị dâu cũng im tre. Mà tuần nào về nhà... Chả là mình đi chợ mua đồ, ăn lẩu linh đình cứ chứ, mỗi bữa tốn hơn triệu bạc, Cộng dồn lại bằng tiền sinh hoạt cả tháng của nhà người ta đuổi chứ chẳng đùa. Chưa kể bé bông, con gái út nhà anh chị cũng thường xuyên được gửi về ông bà ngoại trong giúp vì chị bận đi làm. Bông chỉ mới có 3 tuổi quấn quýt bà ngoại, con bé lại kén ăn nữa. Bà thì thương cháu, hay cho bông ăn vặt, dẫn đi chơi, khiến mình không thể tập trung làm việc. Mình đề nghị cho bông đi nhà trẻ, nhưng mẹ chồng không đồng ý và thương cháu, sợ các cô không cho ăn được như ở nhà mình cũng đến chịu Con sóc cho đi học bao lâu nay có xúc cân tí nào đâu mà bà làm quá Điều khiến mình bức xúc nhất là bà nội sóc thường xuyên lấy đồ ăn mình mua cho sóc Để cho cái bông Mình chưa bao giờ là loại người tham lam tính toán mua đồ gì Mình cũng mua một phần thêm cho cái bông mà Nhưng con mình thì chả lẽ mình không được thiên vị hơn chút sao Tiền rõ ràng là mình làm ra cơ mà mình mua cho hai đứa hai cái bánh su kem vì con mình rất thích ăn bông ăn hết cái của nó rồi kêu thêm sốc thì chưa đi học về, thế là mẹ chồng lấy cho con bé ăn luôn. Mình không trách mắng bà gì hết, chỉ là góp ý nhẹ nhàng với mẹ chồng. Nhưng bà chỉ gạt đi bằng nụ cười và câu nói: cháu ngoại cũng như cháu nội, có gì đâu mà phải tiếc. Gánh nặng cơ máu gạo tiền và trách nhiệm chăm sóc con cái khiến mình kiệt sức. Chồng mình thì chả mấy khi ở nhà, không phụ giúp vợ được gì mấy và thậm chí anh còn tỏ ra thoải mái với tình hình hiện tại nhiều lúc mình nghĩ không biết là mình lấy chồng hay trước bực vào người nữa mình tâm sự với một người bạn thân bạn mình khuyên nên thẳng thắn chia sẻ với chồng và gia đình chồng về những khó khăn hiện tại mình suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định thực hiện theo lời khuyên của bạn mình đã chọn một buổi tối khi cả nhà quây quần bên nhau để bày tỏ tâm tư mình nói về những áp lực mà mình đang đối mặt từ việc chi tiêu không hợp lý đến gánh nặng chăm sóc con cái mình chỉ muốn mọi người lắng nghe hiểu và san sẻ đôi phần với mình ai ngờ mẹ chồng mình gào lên chỉ trích mình dữ dội Mày nói thế là ám chỉ con gái, cháu ngoại và cả cái nhà này Đang bám váy mày hả Hương Sao mày tính toán keo kiệt vậy được Thằng Tuấn, mày xem vợ mày thế kia có được không hả Và chồng mình ngồi ngay đấy chứng kiến những mâu thuẫn giữa vợ và mẹ Nhưng lại xòe xòa bảo có gì đâu Mấy việc còn con mà cứ làm quá lên Giây phút đó lòng mình như vỡ vụn Nhìn ánh mắt vô tâm của chồng Cảm nhận ánh mắt ghét bỏ từ mẹ chồng Mình đã quyết định rồi mình gọi điện bảo với bố mẹ rằng mình không hạnh phúc mệt mỏi lắm rồi bố mẹ đến đón mình về đi hôm sau bố mẹ qua ngồi nói chuyện với nhà chồng cả nhà chồng và anh chị bố mẹ chồng đều sốc nghĩ mình nông nổi mẹ chồng còn bảo đi thì đi luôn đi không có loại con dâu như mình về với bố mẹ cái là nhẹ người hẳn không còn lúc nào cũng lo đi chợ nấu cơm cho cả nhà. Mẹ mình làm hết để cho mình có thời gian làm việc và chơi với con. Sau hai tuần chồng mình xin lỗi và năn nỉ mình quay về. Anh hứa sẽ lắng nghe mình nhiều hơn. Mẹ chồng cũng gọi điện nói rất nhẹ nhàng. Nhưng năm năm qua là quá đủ để mình nhìn rõ mọi thứ. Từ lúc mình đẻ cái sốc, một tay mẹ mình chăm sóc 3 tháng sau sinh, đến cái chuyện bố mẹ chồng lén lúc cắm sổ đỏ căn nhà đang ở để cho anh rể trả nợ cho chứng khoán mình quá mệt mỏi rồi Một mình nuôi dạy con vẫn tốt hơn là chịu đựng Để trở thành tấm gương đen tối cho con gái mình Ở đây có chị em nào phải lao đao về chuyện giữ chồng không Cứ tưởng cưới nhau về là chốt kèo được nó rồi Ai ngờ Cưới nó rồi có một mặt con rồi Vẫn phải công mong đi bắt ghen Xin chào mọi người em tên Thư 27 tuổi Em kết hôn được 3 năm rồi Chồng em là anh Hùng Hồi trước tụi em là bạn học chung đại học Tụi em yêu nhau đến khi ra trường thì cưới nói nào ngay chồng em đẹp trai, sáng sủa, đối xử với phụ nữ rất ga lăng, nên từ thời đi học là đã có lắm vệ tinh rồi. Hồi đấy em cũng vài lần đi dẹp mấy cái mối gian díu mập mờ của ổng, mà ổng khôn lắm, chỉ thích đưa đẩy với mấy nhỏ em gái mưa thôi. Bị em bắt gặp thì chối đây đẩy, bảo nó tán anh chứ anh không có ý gì. Biết là ổng lương lẹo, nhưng chuyện cũng không nghiêm trọng nên em bỏ qua. Vì ngoài cái tính tâm tia gái thì ổng rất tốt, biết chiều chuộng bạn gái, biết lấy lòng phụ huynh. Những lúc em gặp khó khăn thì ổng luôn có mặt. Cưới nhau xong tụi em ra ở riêng, em với ổng đều đi làm, con gái em được một tuổi thì gửi cho ba mẹ chồng trông giúp. Đấy, vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc, thế mà lão chồng em vẫn hay đi ăn vụng bên ngoài. Từ lúc cưới nhau về đến giờ em phải đi bắt giang ba bốn lần, lúc thì cặp với gái massage, lúc thì thấy con bé nhân viên ở quán cà phê xinh cũng tán tỉnh. Lần cuối là con bé làm trong karaoke Tây vịn Hôm đó em theo hội chị em đi bắt giang mấy ông chồng Thấy ổng đang ôm ấp con bé đó em lao vào tác cho một cú trời giáng xong lôi cổ về từ lần đó ông hứa là sẽ không tái phạm thế mà dạo này em lại thấy ông lạ lạ đi làm về lại cấm mặt chơi game chả để ý vợ con gì lén điều tra thì biết ổng lại say nắng con bé nào trên game còn inbox riêng thả thính nhau cơ được cái con bé kia ở xa nên chưa gặp được cây cú quá chưa biết xử ổng như nào thì trời cũng giúp em hôm đó xem tivi lại tình cờ xem được thông tin về một ông anh bị nữ tính hóa do uống nhầm thuốc tăng nội tiết tố nữ thế là em nảy ra ý biến ổng thành chị em để trả thù một công đôi việc ổng đỡ đi gái gú còn em đỡ với ghen tuông nói là phải làm liền sẵn tiện chị gái em bên nước ngoài gửi về một hộp thuốc bổ nên em đi mua một hộp thực phẩm chức năng giúp tăng nội tiết tố nữ đem về rồi tráo thuốc hai hộp cho nhau ban đầu ổng không chịu uống nhưng nghe là thuốc bên nước ngoài gửi về nên ổng mới ok thời gian đầu cũng chả thấy ổng thay đổi gì vẫn về hú hí lên game với con bé kia phải gần tháng thì em mới thấy ổng có biểu hiện lạ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tránh là xem phim hàng, vừa xem vừa khóc mới hại. Đã vậy ông bắt đầu để ý tới da dẻ, tóc tai các kiểu, còn bảo em sau này mua đồ skin care, nhớ mua luôn cho ổng. Thỉnh thoảng ổng tấy máy tay chân với đồ make cướp của em nữa cơ. Từ dạo đó cũng chẳng thấy game riết gì với con bé kia nữa. Nhắc đến gái là ổng làm ngơ, xem hình gái thì ổng rùng mình. Nhìn kết quả mà em hài lòng vậy nhìn ổng vừa giải trí mà còn đỡ phải ghen tuông thế là em vẫn cứ cho ổng uống thuốc đều đều nhưng mà người tính không bằng trời tính mới tuần trước em thấy ổng lén lút thập thò nghe điện thoại của ai đó trông mờ ám lắm em trình nghe thì phát hiện ổng gọi điện cho nhân tình còn bảo cưng ơi cuối tuần này mình đi xem phim nha đến đây thì em sôi máu lên rồi lúc sau còn nói nhớ nhớ yêu yêu có quần què gì đó em nghe không rõ thế hoa trà ổng giả lộ mấy tháng này để qua mặt mình à tinh vi thế cơ trăm phương ngàn kế cuối cùng vẫn phải thân chinh đi Bắc giang nghỉ mà cay cuối tuần thấy ổng lấy cớ ra ngoài gặp bạn em cũng ậm ừ bảo đi đi lão vừa ra khỏi nhà là em cũng phi theo ngay để xem con hồ ly tinh kia tròn méo ra làm sao mà dám giật chồng bà chuyến này phải tẩn cho lão hùng một trận nhưng tha ngôi hồ ly tinh đâu không thấy chỉ thấy hồ ly nam lão hùng chồng mình nắm tay một ông anh đi vào rạp Nhìn kỹ thì mình nhận ra ông anh kia là đồng nghiệp của chồng mình. Lúc này mình chưa nhảy số gì đâu, chỉ tò mò mua vé vào theo thôi. Vào trong thấy chúng nó vừa xem vừa đút nhau ăn bắp rang, chồng mình còn tựa đầu vào vai ông kia nữa. Sốc nặng, éo biết nói gì luôn. Bình thường thì chồng mê gái, sau lên kế hoạch biến chồng thành chị em thì chồng đi mê trai luôn. Cạn lời, giờ em có nên làm cho nó thẳng lại bình thường không? Nó yêu gái em còn đỡ sốc, chứ như này là toan mẹ rồi. Cách đây hai năm ông nội tôi qua đời Ngày ông mất cả nhà tôi dắt díu về quê Tôi nhìn thấy trong đám con cháu có một người vô cùng lạ mặt Dù ít về quê nhưng mà họ hàng thân thích Tôi vẫn nhớ rõ mặt mũi Nhìn thấy anh ta không những lạ mặt Lại chẳng có nét nào giống mấy người họ hàng của tôi Len lén hỏi chuyện vợ bắt cà Tôi nghe nói mà trung bần bật Con bố mày chứ ai mà hỏi Tôi là con út trong nhà Trên tôi có hai anh trai Anh nào tôi cũng quen mặt Sống chung với nhau hơn 20 năm trời Lý nào lại có kẻ lạ hoắc là anh tôi được Ngẫm nghĩ lại hồi lâu tôi mới nhớ ra Trước khi kết hôn với mẹ tôi Bố cũng đã có một đời vợ Lý do chia tay thì bà ấy ngoại tình mang thai Nhưng vì không xét nghiệm ADN Nên không xác định được cái thai ấy là con của ai Những gì tôi biết được Là anh ta lớn hơn anh cả tôi 10 tuổi Ngoại hình giống mẹ đẻ đến 90% Và tên anh ta là Chiến Vậy khả năng người lạ mặt đó Chính là anh Chiến Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây còn được vợ của bác cả nói là con của bố tôi chứ, những thắc mắc này nhanh chóng được giải đáp. Sau khi ông nội tôi được chôn cất 3 ngày. Hôm ấy theo phong tục địa phương, mọi người làm lễ mở cửa mã nên họ hàng tập trung rất đông, làm xong lễ mở cửa mã thì bác cả tôi thông báo, hiện giờ nhân khẩu trong nhánh nhà ta có thay đổi, tối nay mọi người tập trung ở nhà tôi để xem bản photo gia phả. Ai thấy không hợp lý chỗ nào thì lên tiếng để sửa lại quê nội tôi vẫn còn trọng nam khinh nữ tôi biết trong gia phả chắc chắn không có tên tôi nhưng vì tò mò chuyện anh chiến nên tối đó tôi vẫn đến nhà bác cả trong cuốn gia phả hồi còn bé tôi được xem qua ghi rõ tên của hai anh trai tôi còn tôi thì tàn hình không có tên thế nhưng lần này cầm bản photo tôi xử người khi tên hai anh trai tôi đã bị gạch đi thay vào đó là tên của anh chiến người mà trước nay luôn bị nói là không rõ nguồn gốc tôi cứ nghĩ là bố sẽ lên tiếng vì chuyện này thật sự là bất thường. Thế nhưng bố tôi hoàn toàn im lặng, đồng ý cho sự sắp xếp này. Tôi rất muốn lên tiếng, nhưng cánh tay tôi dơ lên mà chẳng ai thèm để ý. Tôi không được nêu ý kiến. Đêm hôm đấy khi mọi người đã giải tán ai về nhà người nấy, tôi thẳng thắn hỏi bố. Con thấy tên con trai của bố trong gia phả khá kỳ cục. Tại sao bố không lên tiếng? Bố tôi ngồi trầm ngâm không nói gì. Ông cứ miết qua miết lại những ngón tay, dường như đang cân nhắc cần phải nói gì. Trước giờ bố tôi là người bộp chợp nghĩ gì là nói ngay Tôi chưa từng chứng kiến dáng vẻ này Một hồi lâu sau bố tôi chậm rãi nói Nhưng chẳng đúng trọng tâm Bố ngoại 60 rồi Vậy mà vẫn chưa làm tròn chữ hiếu Sau này bố ra đi là mất họ Chẳng ai thờ cúng hương khói Cao tuổi thế này Bố chỉ mong được tôn trọng Được mang tiếng là có con trai Tôi nghe thế thì gào lên Bố mất họ là thế nào Bố có hai con trai rồi mà Anh con đã lập gia đình Bố sẽ sớm có cháu bố nhếch mép rồi nói những lời chua chát anh cả con lấy đàn ông tương lai nhận nuôi con đó không phải là người trong họ anh hai con đang bệnh chẳng biết bố đi trước hay là anh đi trước con thì phận con gái đi lấy chồng phải lo lắng bên nhà chồng sau này cũng không được phép cúng dỗ bố mẹ đẻ bố phải tính tương lai của bố chứ với một vùng quê vẫn còn trọng nam khinh nữ thì những lời bố nói hoàn toàn hợp lý nhưng anh chiến là nỗi đau lớn nhất trong đời bố ngày đó người vợ cũ của bố bị bắt quả tang tại chỗ khi đang hú hí với đồng nghiệp. Rồi sau đó anh Chiến ra đời, nhưng bố chưa bao giờ thừa nhận anh ấy là con ruột. Có lẽ bố hối hận vì ngày đó không nhận con. Nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện một người không rõ nguồn gốc sẽ trở thành anh trai. Tôi hỏi lại bố, ngày đó không có điều kiện xét nghiệm ADN như bây giờ. Bố có chắc đó là con trai bố không? Bố có muốn xét nghiệm ADN làm rõ sự việc không? Bố tôi lại thẳng nhiên nói, chuyện đó bố không chắc. Một người đàn bà ăn nằm với hai người đàn ông thì làm sao biết được là con ai. Nhưng bố không xét nghiệm ADN đâu. Nếu đúng là con bố thì mặt mũi nào bố nhìn người bên nhà vợ cũ. Chính bố lại chửi mắng và tự mặt đứa con này mà. Còn nếu không phải là con bố, chuyện bị công khai, câu chuyện hơn 30 năm trước sẽ bị nhắc lại. Bố già rồi không muốn bị đàm tiếu. Bố lại nhận bừa, nhận tu hú để sau này có người thờ cúng còn hơn. Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng động mạnh phía sau lưng. Mẹ tôi đã nghe được câu chuyện của hai bố con. Chẳng biết mẹ đã nghe được bao nhiêu, nhưng mẹ lắng lặng, quay người đi dọn quần áo rồi mẹ nói, tôi không muốn chung sống với ông nữa. Nhận bừa con tu hú làm con trai như vậy, thì ông có yêu thương gì mấy con cho tôi đẻ ra? Tôi ngu dại lắm, mới làm vợ chồng với ông hơn 20 năm qua. Nhìn mẹ kéo vali trời đi mà tôi không dám cản lại. Thật sự tôi rất khổ tâm, không dám nói chuyện này với hai anh trai. Theo mọi người tôi nên làm thế nào đây? Có cách nào để bố suy nghĩ lại chuyện nhận con không? Tự nhiên nhìn gia đình xáo trộn sắp tan đàn xẻ nghé mà tôi thấy lo lắng quá. Lấy nhau được 4 năm, hai vợ chồng tích góp tiền bạc mua được một căn chung cư nhỏ. Cuộc sống tự do tự tại tưởng chừng sẽ là những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ, nhưng tôi đâu có ngờ, từ ngày xa rời vòng tay bố mẹ, chồng tôi bắt đầu được thỏa sức đam mê sống và làm theo ý mình. Trước đây anh là đứa con trai ngoan, dù đi đâu uống rượu với bạn bè cũng không bao giờ dám về sau 11 giờ đêm. Bố anh là người nghiêm khắc, thì cần chỉ cần anh vi phạm một lần, ông sẽ nói đủ những lời khó nghe, khiến anh không thể nào chịu đựng được. Ở chung với bố mẹ chồng cũng có nhiều cái lợi, chồng được kiểm soát, biết sợ, nhưng đổi lại việc đi lại của tôi cũng bị hạn chế, mỗi lần đi đâu, thậm chí về nhà thăm bố mẹ đẻ, tôi cũng phải thưa gửi liên tục. Dần dần tôi muốn thoát khỏi cảnh sống chung đó và ra ngoài mua nhà ở riêng. Khi mua nhà được bố mẹ đôi bên hỗ trợ một ít, cộng thêm vay nợ ngân hàng, tôi cũng phải cố gắng bươn chải, kiếm tiền gom góp trả nợ dần. Tưởng chồng sẽ vì vậy mà tu chí làm ăn, nhưng không anh ra ngoài sống riêng giống như được sống chuồng. Ban đầu anh thường xuyên đưa bạn bè về nhà nhậu nhẹt bắt vợ phục vụ. Sau này tôi cầu nhậu nhiều, anh lại đi ra ngoài quán ăn uống với bạn bè đến muộn mới về. Có những ngày anh đi đến 2 giờ sáng, tôi ở nhà chờ mà tức điên lên. Dạo gần đây tôi thấy anh ngoan hơn hẳn, tôi còn tưởng những lời nói quát tháo của mình có tác dụng. Nhưng tôi đâu có ngờ một bi kịch mới xảy đến, ở chung cư tôi ở có một số cô gái làm tại quán bar ăn mặc mát mẻ thuê phòng thi thoảng mấy cô gái đó vào thang máy là sặc lên mùi nước hoa khó tả không biết từ bao giờ chồng tôi đã kết nối với họ và qua lại nhiều lần một ngày đang vui với bạn bè tôi nhận được tin nhắn của cô gái lạ nói chồng tôi chơi bời nhưng không chịu trả tiền cô ta đòi nhiều lần nhưng anh không trả nên quyết định nhắn tin đòi tiền vợ vì ở cùng chung cư biết nhau nên cô ta tìm được facebook của tôi một cách dễ dàng Đọc dòng tin nhắn, tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi không dám tin những dòng trò chuyện chồng và người con gái đó trao đổi giá cả với nhau. Tay tôi trung lên bần bật. Tôi lao về nhà, gọi chồng về nói chuyện rõ ràng. Khi cấp bằng chứng đã đủ, chồng hoảng hốt quỳ gối xin tôi tha thứ. Anh khóc lóc, nói trót dại và thề thốt không bao giờ tái phạm nữa. Tim tôi đau đớn vô cùng. Chồng ham vui, nhậu nhẹt, thích tự do. Tôi còn chấp nhận được, nhưng chồng gái gú thì tôi chưa từng dám nghĩ đến không phải lần đầu và rất nhiều lần anh qua lại với họ và sự việc không trả tiền là giọt nước tràn ly khiến cô ả kia phải tìm đến tôi để đòi còn nỗi ê chề nhục nhã nào hơn thế tôi không biết phải đối diện với chuyện này thế nào phải tiếp tục sống với người chồng bội bạc ra sao tôi ám ảnh trước hình ảnh mấy cô gái làm tiền ôm ấp chồng rồi anh lại về nhà ôm ấp mình những ngày qua tôi sốc nặng không ăn không ngủ được người sơ sát mới chuyển ra ngoài một năm mà biến cố liên tiếp xảy đến tôi chưa được thật sự sống một ngày vui gánh nặng nợ nần trên vai giờ lại thêm chồng ngoại tình làm sao tôi có thể sống an yên được nhìn con thơ mà lòng tôi đau nhói có lẽ tôi phải ly hôn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn còn yêu chồng và thương con nhiều lắm không lẽ quyết định dọn ra ngoài ở riêng của tôi là sai làm sao đứa mình ghét tình cờ thành mẹ kế tương lai của mình El ơi các bạn ơi, cứu mình với. Éo thì nghĩ nổi của ngày mình dưới cơ cái hằng như thế này, thề tức không làm gì được luôn ấy. Chào mọi người, mình là Hùng, năm nay mình 25 tuổi. Mình có thêm một ông bố cô đơn nhưng mà đầy hiện đại với nickname Quang Sẹo 43 tuổi, tức là anh Quang nhà mình lên chức bố năm 18 tuổi đó mọi người. Sự tích về bố Quang mình thì nhiều lắm, nhưng có được mình là nhờ vào mối tình bồng bột tuổi 18 đơm hoa kết trái. Mẹ mình biết nhà bố mình giàu nên quyết tâm đẻ rồi vứt mình cho bố tự nuôi, thành ra bây giờ chỉ có mình và bố bố mà thôi bố mình thì cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng mà chưa thấy cô cô nào được đưa về với danh nghĩa chính thức cả duy nhất có lần này thôi và thật sự là người mà mình không ngờ tới đây để mình kể là tại sao không ngờ nha hồi mình đi học ấy thì mình cũng hơi nghịch một chút mình có một con bạn thề là không đội trời chung đó chính là Trang trần đời mình chưa thấy một đứa con gái nào mà như Trang hết đó chơi chơi thì hết mình thì báo cũng hết hồn có đứa con gái nào mà cấp hai lấy váy mình ướp mấy thằng con trai rồi đẩy chúng nó xuống ao không có đứa con gái nào mà đứng dưới rung cây khiến bọn con trai bên trên ngã xuống ao như sung rụng không mà có đứa con gái nào bắt cả ổ dáng rồi tặng bọn con trai không thật sự cái trang nó hằn sâu trong tâm trí mình là một đứa con gái tính cách đàn ông và khó ưa vô cùng lên đến cấp 3, cái Trang có thay đổi đôi chút, không còn nghịch ngu nghịch dại nữa rồi, con bé chuyển sang nghịch ngầm, tất cả các vụ việc không hay của lớp đều do Trang đầu tiêu, nhưng mà nó không bao giờ bị khiển trách, vì trong mắt thầy cô, Trang có thành tích và rất được lòng luôn, mà sao mình cứ dính đến nó, không biết nữa, mình đi đổ rác, nó xé toạc bộ rác của mình, mình quét lớp, nó vứt giấy, mình yêu ai nó đi nói xấu mình với đứa khác, vậy là chúng mình bùng nổ xung đột gây hấn chán chê rồi thề sẽ không qua giờ nhìn mặt nhau nữa và đúng như thế thật hết đại học đến đi làm mình cũng chẳng còn biết tin tức gì của cái trang nữa cả cho đến hôm học lớp vừa rồi lần đầu tiên sau nhiều năm mình gặp lại trang nó có vẻ đã thay đổi rất nhiều trông sang chảnh lắm nghe nó flex thì đang kinh doanh mỹ phẩm với làm spa cũng rất ổn trên thành phố nghe đâu cũng có mấy căn nhà cho thuê nữa tiền kiếm được không hề ít mình nghe xong cũng biết vậy vì thực tế mình cũng không thua kém nên mình chẳng lấy làm lạ ấy vậy mà khi mình cười khẩy thì trang quay qua ê hùng dạo này vẫn ổn chứ hả thấy bạn cười tôi thế chắc cũng ăn nên làm ra ha mình khiêm tốn cũng đủ dùng thôi bạn chưa được như bạn thì cũng cần phải cố thêm chút nữa cái trang nghe xong cười nhạt rồi quay ra nói với cả lớp là bản thân giàu như thế này cũng nhờ vào chồng tương lai của cô ấy cũng gọi là có chút đỉnh rồi liên tục kể chồng tốt cái này chồng giàu cái kia mình nghe ngứa tay quá liền bảo luôn nếu mà chồng tương lai bạn giàu thế thì bạn chứng minh đi bữa nào bảo chồng bao đi chúng tôi tin bạn làm được điều đấy bữa hôm nay cũng có bao nhiêu đâu nè trang nhìn mình rồi tự tin lấy điện thoại ra gọi cho chồng tương lai anh trai cũng bắt máy chào hỏi rồi hứa là sẽ bao mọi người chồng này luôn nhưng mà điều kỳ lạ ở đây là mình thấy cái giọng này rất quen hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải đang cố nhớ thì điện thoại của bố mình gọi đến alo hùng hả con con cũng đang ở chỗ họp lớp hả hôm nay con bao cả lớp giúp bố nha bố bận không đến gặp mọi người được mình đơ người xịt keo vài phút ủa cái quần què gì vậy đây ủa bố mình và cái trang chắc không liên quan đâu ha mình cố gắng nghĩ là như vậy nhưng mà chuyện rõ rành rành ra rồi chồng tương lai của trang chính là bố mình chứ còn ai nữa tức là trang sắp thành mẹ kế của mình chuyện này mà cũng xảy ra được hả ảo ma thật sự đến cuối tiệc mình đến quầy thanh toán bên cạnh trang rồi ngập ngừng để tôi thanh toán chầu này trang quay ra nhìn mình trước hỏi chấm thì mình tiếp tục bố tôi bận việc không thể qua đây trả tiền được tôi giúp bố tôi thực hiện lời hứa thôi lúc này cái trang mới kịp loát nó ôm miệng mà không ngừng cảm thán chắc nó cũng chẳng ngờ được người nó đang yêu là bố mình đâu mình liếc nó một cái rồi hẹn nó mai sẽ gặp chuyện này cần được nói gấp ngày hôm sau ba chúng mình có buổi gặp mặt riêng bố mình mạnh dạn khẳng định đã biết chuyện trang là bạn mình nhưng giấu mình vì bố yêu trang thật lòng sợ rằng mình sẽ cấm đoán nên bố chưa cho biết đến bây giờ mình biết vì trang đã mang bầu rồi trang lúc này mới mở miệng Tớ xin lỗi nha Tôi cũng không biết đây là bố cậu Nhìn hai người khác nhau quá Nên là mà chuyện cũng tới nước này rồi Chúng ta làm thân đi Tôi với cậu xí xóa chuyện cũ nha Mình nhìn bố và Trang đang ôm nhau mà bất lực Cái Trang hiện thực hóa được lời hứa luôn rồi Hồi đánh nhau sức đầu mẹ tráng Chính cái Trang quát lên Rồi có ngày ta sẽ trèo lên đầu mày ngồi Mày sẽ phải gọi tao một tiếng mẹ cho coi Nó làm được thật Mẹ mình thật rồi Phận con cái này chẳng lẽ lại không chấp nhận Hạnh phúc của bố mà có chấp nhận để được gì đúng không mọi người Bạn thân, nhưng thân ai nấy lo, câu này quả không sai với đứa bạn thân tôi. À không, giờ thành bạn thân cũ rồi. Chuyện là tôi và Trang quen nhau từ năm lớp 10, tôi còn có một đứa bạn thân khác từ năm cấp 1 đến bây giờ là Huệ, còn Trang ấn tượng ban đầu thì Trang rất dễ thương, hay cười nói chuyện cũng rất là thoải mái rất nhanh tôi và huệ đã nạp trang vào nhóm chơi dung và thân với nhau suốt hơn năm qua nhưng mà tôi phát hiện trang làm rất tốt trong việc đẩy tôi ra rìa trong mỗi lần hẹn đi chơi cuộc hẹn đó sẽ luôn dính vào ngày tôi có việc bận mọi lần cuối tuần trang luôn hỏi tôi kế hoạch trong tuần tới có bận gì không chỉ cần tôi báo bận hôm nào trang rủ mọi người đi chơi hôm đó giống như này mọi người ơi thứ bảy này cuối tuần mọi người không bận gì chứ tụi mình đi chơi đi cắm trại được không Chết, quên mất, Linh có việc bận hả? Gác lại được không? Nhưng mà nếu chuyển sang chủ nhật thì tới lại bận mất rồi, không đi được đâu. Ủa, chứ tôi bận không đi được thì không sao, còn nói bận không đi được thì giỏi hả? Tớ đi được nha, thứ bảy cũng không còn bận gì nữa rồi. Mặt trang đơ đang ngay sau đó, tôi thầm cười trong lòng. Tôi hiện chứ tôi đâu có ngu đâu mà để nó dắt mũi đến lần thứ ba, thứ tư. Sau vụ này tôi cũng không còn quá thân thiết với Trang. À quên mất, lúc đó tôi còn có một anh người yêu học trên một khóa tinh hưng. Anh người yêu tôi nhìn khá điển trai, nên đôi lúc sẽ cảm thấy không được an toàn. Vậy mà phòng giặt ngoài lại quên mất giặt trong. Không biết Trang với tên người yêu tôi nhắn tin liên hệ với nhau từ bao giờ. Thỉnh thoảng ngồi cạnh Trang, tôi lại thấy nó nhắn tin với người yêu tôi. Dường như nó cố tình để cho tôi biết vậy nhưng dù sao vẫn là bạn bè nên tôi không hỏi Trang mà quay qua chất vấn tên người yêu anh với Trang thân nhau lắm mà mà sao em thấy hai người nhắn tin với nhau suốt thế anh ta lấp liếm cho qua bằng một lý do rất tình cảm làm tôi tin sái cổ còn không phải là hỏi chuyện của em sao anh chỉ luôn muốn biết em đang làm gì thôi tôi sẽ chẳng thể nhìn ra sơ hở nào chờ đến cái ngày định mệnh để cho tôi nhìn rõ bộ mặt của cả hai con người này mới đầu tôi cùng anh ta có cãi nhau anh ta mời tôi đi xem phim để xin lỗi nhưng tôi vẫn giận không thèm để tâm anh đã đặt xong vé xem phim rồi em đi cùng anh đi không thì cũng uổng vé lắm cuộc trò chuyện của tôi vừa hay trang đọc được nó quay qua hỏi hang rồi đưa ra lời khuyên cậu bà kệ anh hưng đi không cho anh ấy bài học thì anh ấy sẽ không biết trân trọng cậu xem phim thì lúc khác xem trả được nghe tớ mai rồi hắn nói chuyện lại với anh hưng ấy vậy mà tôi cũng làm theo lời trang thật hôm sau tôi mới nhắn lại với tên người yêu tôi còn không nhận ra sự khác thường nào giữa hắn và trang nếu không có sự giúp sức đến từ phía huệ qua con trang nó đi xem phim với người yêu mày đó linh mày nhìn ảnh nó chia sẻ lên tin cá nhân nè đây không phải là tay của người yêu mày thì là cái gì trong bức ảnh chụp màn hình huệ đưa là ảnh hai vé xem phim ghế đôi cánh tay trên bàn kia có đeo chiếc đồng hồ y hệt với người yêu của tôi thật nhưng sao tao thấy nó đăng ảnh gì đâu? Mày lấy đâu ra ảnh này vậy? Huệ kéo tôi ra một góc, đưa cho tôi chiếc điện thoại khác. Đây là chiếc điện thoại cũ của Huệ. Con Trang nó đăng ảnh chặn tao, rồi chặn mày luôn. Thì lấy đồ ra mà xem? Qua tao lôi được cái điện thoại cũ đem đi sửa. Vào lại nít cũ thì xem được ảnh nó đăng. Chắc nó không nhớ đến tao có nít vụ. Thế bây giờ mày định tin sao? Vậy ra nó kêu tôi không đi xem phim Để nó đi xem hộ cùng người yêu tôi luôn Trước giờ tôi biết nó trà xanh rồi Nhưng không nghĩ đến là người yêu của bạn bè Mà nó cũng dòm ngó được Tôi gọi cả tên người yêu cùng Trang Cho nói chuyện trực tiếp Mới đầu hắn còn chối đầy đẩy Nhưng khi tôi lôi ra được tấm ảnh Thì hắn lại lương lẹo lý do Giờ em không đi cùng anh Mà anh lại còn mua sẵn vé rồi Đúng lúc Trang rảnh Nên anh rủ em ấy đi cùng thôi Bạn bè với nhau sao em lại khó khăn thế Em thấy Trang nó sắp khóc đến nơi rồi kìa Anh nói thật em nên xem lại em đi hiền lành được một phần như trang thì tốt hắn ta lập tức đổ tội cho tôi không đi biến tôi thành kẻ ích kỷ tôi yêu cầu được đọc tin nhắn của hắn và trang thì hắn nhất quyết không cho anh dám đem tôi ra so sánh với nó hả thế anh yêu mẹ nó luôn đi còn mày nữa trang mày thèm muốn thì nói với tao chứ không cần phải giật dây sơ lưng như này còn trang thì thậm chí còn chưa động vô nó mà sao nó ngồi bên cạnh đến nước mắt ngắn nước mắt dài rồi sao cậu không tin tưởng tớ vậy tớ với anh hưng chỉ là bạn bè thôi bọn tớ chưa làm gì cả chỉ đơn giản là đi xem phim cùng nhau thôi mà tin tưởng cái con khỉ giữa họ mà không có gì thì tôi là cờ hó tốt nhất là tôi chia tay tác hợp cho hai kẻ hãm này đến với nhau đỡ phải làm khổ người khác Trà xanh nữ là xưa rồi Giờ trà xanh nam mới tâm cơ hơn Xin chào mọi người Mình là Vũ 23 tuổi đang làm văn phòng Mình có một em người yêu bằng tuổi tên Nhi Tụi mình quen nhau qua một nhóm bạn chơi chung Hay rủ nhau chơi game Đi nhậu đi ớp các kiểu Người yêu mình á, cao ráo trắng trẻo Nhìn khí chất lắm Nhưng tính tình em thì trẻ con rất hay nũng nịu với mình Mình và em quen nhau được nửa năm Mình cũng đưa em về nhà ăn chơi vài lần Ba mẹ mình đều thích em, tụi mình cũng đã có ý định qua năm sẽ cưới. Nhưng biến cố ập đến khi Nhi chuyển qua làm ở công ty mới. Ở đó Nhi quen được một đồng nghiệp tên Phong, ổng gần 30 và là trưởng phòng của Nhi. Mình biết ổng qua lời Nhi kể là ổng hay giúp đỡ Nhi trong công việc, hướng dẫn tận tình chu đáo. Ban đầu thì mình cũng không nghĩ gì, cho đến hai tuần sau, Nhi giới thiệu ổng trong một buổi đi ốp nhóm, bảo là ổng muốn tham gia nên dắt tới giới thiệu với mọi người. Lúc đó mình mới biết mặt ông anh này, nhìn chững chạc phong độ cũng khá là đẹp trai vì ông phong ăn nói hài hước lại ga lăng nên mấy bạn nữ trong nhóm thích ổng lắm nhưng mà mình để ý là ổng chỉ quan tâm mỗi nhi người yêu mình lúc thì gấp đồ ăn cho nhi giúp nhi đi lấy nước còn dùng những lời khen có cánh dành cho nhi thậm chí là ổng còn thoải mái xoa đầu nhi nữa với tư cách người yêu nhi thấy cấn quá nên là mình có hỏi thì ổng bảo anh xem nhi như em gái thôi vũ đừng có hiểu lầm anh nha em không tin anh thì cũng phải tin tưởng người yêu em chứ chẳng lẽ em lại nghĩ là nhi cấm sừng em à Má nghe ông nói xong thì ngược lại Nhi nhìn mình với ánh mắt khó chịu Bảo mình ghen tuông vô cớ làm trò cười cho cả nhóm Trách mình không tin tưởng vào nhân cách của em Sau đó Nhi dỗi mình mấy hôm Mình phải săn năn nỉ mãi em mới tha cho Em giải thích là ông Phong thích cô em gái Nên ông xem em như em gái thôi Bảo mình đừng có nghĩ lung tung Mặc dù nghe em nói vậy nhưng mà mình bất an lắm Vì ông cứ thường xuyên nhắn tin cho Nhi Dù chỉ là về công việc thôi Nhưng mà mình khó chịu lắm nha Ông cứ gọi Nhi là bé cưng ơi, em bé ơi, với lý do là ông thích gọi em gái như vậy. Nghe hãm vãi lần. Đấy, ông cứ danh chính ngôn thuận quan tâm người yêu mình với tư cách anh trai em gái. Đỉnh điểm là đợt sinh nhật Nhi. Hôm đó cả hội cũng định rủ nhau đi ăn một bữa sẵn tiện chúc mừng sinh nhật em. Địa điểm hẹn do mấy anh chị trong nhóm chọn. Lúc mình chở Nhi tới chỗ hẹn thì thấy không gian quán được set up theo kiểu tiệc sinh nhật. Nhìn lãng mạn lắm. Mình vừa dắt Nhi vào thì cũng vừa lúc ông Phong mang bánh kem tới. Vừa thấy Nhi ông đã hỏi, em tới rồi hả anh trang trí tiệc như này em thích không à anh còn đặt bánh kem vị matcha cha mà em thích nữa nè má nghe tới đâu chướng tay tới đó nha mấy cha hỏi mấy anh chị mới biết tiệc này do ông phong tự đặt chủ ý trang trí cũng của ổng luôn nhi thấy vậy thì có vẻ cảm động lắm cả buổi cứ cảm ơn ổng mình cây lắm nhưng nghĩ nay sinh nhật em nên mình không muốn làm em mất vui đến lúc tặng quà mới cấn hơn nè mọi người ai nấy đều tặng quà một cách bình thường riêng đến ông phong thì ổng tặng người yêu mình một hộp trang sức mà cụ thể là nhẫn nha nhấn mạnh là nhẫn nha mấy má Lúc này Nhi thấy ngại Nên từ chối vì không muốn nhận quà quá đắt tiền Nhưng ông Phong bảo với Nhi kiểu Anh rành nước hoa mỹ phẩm Nên không biết mua gì tặng em Anh nhờ bạn tư vấn thì nó bảo phụ nữ tặng trang sức là hợp nhất Anh phải chọn lâu lắm Em không nhận là anh buồn lắm đấy Nghe vậy Nhi cũng miễn cưỡng nhận Ông Phong thì đề nghị để ông đeo cho Nhi Lúc này mình điên máu lắm rồi thấy ông cầm tay Nhi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út là mình éo nhịn nữa. Mình biết là ông có ý nên là mình bay lên sân khấu cho ông một đấm luôn. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn mình. Trong khi Nhi thì ôm mình lại, lúc đó mình không kiểm soát được nên chất vấn ổng. Mày định cướp người yêu tao hay gì? Ông Phong bị mình đấm nhưng vẫn chối là ông chỉ xem Nhi là em gái. Xong còn nhìn mình nói điểu kiểu đàn ông mà hở tí là động tay động chân như này á thì mai mốt Nhi lấy cậu chỉ có khổ thôi. Càng nghe mình càng tức lại lao vào đấm ổng ẩu đã một hồi thì mọi người can ra rồi nhi kéo tay mình về nhưng mà suốt dọc đường em cứ trách mình làm quá lên không giữ mặt mũi cho em hai đứa mình vừa về đến trọ thì ổng ông phong lại gọi cho nhi hỏi em về đến nhà chưa anh xin lỗi chuyện ban nãy cũng vì anh mà vũ mới hiểu lầm em hay là sau này em đừng nói chuyện với anh nữa anh không muốn hai người vì anh mà cãi nhau mặc dù anh rất thích em nhưng mà em hạnh phúc là được anh không sao đâu mình éo hiểu sau cuộc gọi đó Thì Nhi chiến tranh lạnh rồi đòi chia tay với mình Bảo mình ấu trĩ lại còn nóng tính Trong khi rõ ràng Thằng trà xanh kia đang cố tình chia rẽ hai đứa mình Chứ chả có thằng anh trai nào á Mà đối xử với em gái kiểu vậy Giờ nó còn làm chung công ty với Nhi Nên là mình lo quá Ai có kinh nghiệm việc trà xanh Thì chỉ mình vài chiêu đá bay thằng này với Đam được cái văn vẽ nạn nhân. Hôm nay em đến với Pay để mang câu chuyện của em về Hải Yến Tiểu Tam và công thức em mất bố từ bé. Nên khi ở bên anh em cảm thấy được yêu thương và an toàn. Anh là tình yêu của em. Em biết em sai nhưng miễn là được ở bên anh cho mọi người cùng nghe ha chẳng là em có một phòng trên discord tâm sự ý và vô tình nghe yến tâm sự yến chia sẻ là yến đang trong một mối quan hệ với anh tú đang học đại học yến tâm sự với em dữ lắm mọi người ơi nào là em và anh ấy đã có thể tiến đến với nhau nhưng cả hai lại có một khoảng cách vô hình cả hai đều có những tổn thương trong lòng và thiếu tin tưởng nhau có nhiều kỷ niệm sâu đậm và những nụ hôn của họ sau đó bọn em có làm bạn và em cũng nghe bạn tâm sự nhiều yến còn nói có lẽ vì tớ mất bố và anh ấy cho tớ một cảm giác an toàn như ở bên bố vải nghe bắt đầu văn vỡ sai sai rồi nói chung là nghe qua em cứ nghĩ chắc đây là chuyện tình cảm nam nữ kiểu sâu đậm ngọt ngào chảy nước lắm ban đầu em chỉ nghe yến tâm sự cho vui thôi Cây đến khi Yến gửi nhầm ảnh của anh Tú đó vào Em liền nhận ra anh Tú đó là ai ngay Anh này cùng làng với em Và đã có người yêu Người yêu của anh Tú này là chị họ của em chứ không phải Yến Em còn biết được Yến là người cùng làng Cũng xinh xắn và trắng trẻo Ngoan hiền học giỏi Mất bố từ bé Nên người làng đồng cảm và thương lắm Vậy mà lại đi làm tiểu tam Khi biết được chuyện này Em có cái nhìn khác về hai đứa trác rưỡi cắm sừng chị họ liền đúng là oan gia ngõ hẹp trái đất quá tròn mới tình cờ bắt gặp trúng cái cảnh bọn nó cắm sừng người nhà trước mắt em móc nối lại những lời tâm sự của yến thì ngộ ra những cái kỷ niệm đáng nhớ của yến với anh tú là vào khoảng thời gian anh tú và chị họ chiến tranh lạnh em đã gửi cho chị họ ngay và định vị của anh tú một trận nhưng mà chị họ ngăn lại bảo em tiếp tục nghe yến tâm sự đi vậy là em lại nghe như thường lệ nghe yến tâm sự trên discord Yến lại mỗi ngày tâm sự về sự nhớ nhung với anh Tú, quỷ lụy anh Tú với cây văn. Anh ấy cho tớ cảm giác an toàn. Tớ nhớ nụ hôn của anh ấy. Trừ một ngày, Yến lại lên tâm sự và có vẻ đang say, nên nói thật mà không nhận ra bản thân đang nói gì. Yến nói tôi mới là người yêu anh ấy nhất. Kẻ không yêu mới là kẻ thứ ba. Cậu đâu có ở trong mối quan hệ này đâu có biết. Anh ấy và tao yêu nhau, chỉ có con đó cản đường thôi. Và một tin vô cùng sốc hơn là Yến lỡ mồm nói tuần sau sẽ vào nhà nghỉ cùng anh Tú, nên háo hức Em gửi hết cho chị họ và đúng cái ngày cuối tuần đó Trình ở nhà nghỉ trên huyện thì y như rằng bắt gặp hai con người đó vào nhà nghỉ. Em với chị họ và năm anh chị nữa đi theo, đợi họ đang cưỡi cao trào thì xong vào chụp ảnh lại, quay được hẳn video 30 giây, xong cho anh Tú và Yến kia một trận trước bầm dập gửi liền video và ảnh cho mẹ yến cho gia đình anh tú đưa hẳn cho bà hàng sớm lắm mồm nhất làng nghe nữa má cây ở chỗ nó bị đập mà vẫn còn văn dùng văn chị tha cho em em dạy vì không có bố đúng là khó cứu đôi mèo mã gà đồng tiếng xấu đồn xa mất hết danh dự mẹ yến làm ầm lên đòi anh tú cưới yến nhưng nhà anh Tú đâu có chịu Nhà anh Tú chê Yến không biết giữ mình Không có cha dạy Thấy người ta có bạn gái mà vẫn quyến rũ Nhà anh Tú sang xin lỗi chị họ của em nhiều lắm Và xin cho anh Tú quay lại với chị họ Chị họ của em đâu có ngu Cái thứ mèo mã gà đồng cũng quay lại hả Mơ đi Nhà anh Tú bị làng sớm dị nghỉ quá Thì chuyển đi Còn Yến thì bỏ học đi làm trong quán karaoke nào đó Thi thoảng lại có vài vụ đánh ghen của Yến Sau khi áp dụng lại công thức Em mất bố từ bé Ở bên anh em cảm thấy được yêu thương và an toàn dù làm tiểu tam Nhưng em yêu anh Em sai cũng được Miễn là được ở bên anh Mẹ Yến thì không biết giấu mặt vào đâu với làng sớm Rồi mới đây Em nghe mẹ kể nhà Yến dỗ lại cho bố Đang giữa chừng thì một dàn xe dừng trước nhà Yến Ra khỏi xe là một chị sang ối là sang Và đi sau là một đàn các anh xăm trổ Chị gái đó đi thẳng vô đám Gặp Yến và mẹ Yến Mặt Yến tới mét Nhìn là biết tới đánh ghen rồi Chị gái kia dằn mặt Yến Và cho cả làng xem video Yến leo lên giường người khác sau khi áp dụng thành công cái công thức xài đi xài lại của Yến, đúng là đáng đời. Làm gì không làm cứ thích làm tiểu tam, lấy bố của nó ra làm cái cớ thiếu tình cảm để chen chân vào mối quan hệ của người khác. Hôn nhân là canh bạc lớn nhất của đời người, mà chính nút thì ít, chưa bù thì nhiều. Dạo này thấy mấy bà flex chồng nhiều quá, bữa nay xin phép cả nhà cho mình lên khoe anh chồng thối tha của mình một bữa nha. Anh là tình đầu của mình, mới lớn biết yêu là thích trai đẹp mê cái mã công tử trắng trẻo của anh nên mình bị lú luôn mọi người mà hồi đó bị ảnh hưởng bởi chuyện ngôn tình lắm nên rất thích cái kiểu tình đầu là tình cuối thế mới có cớ sự như ngày hôm nay hồi đó mình học dược đang học gần ra trường thì bác sĩ bảo cưới hai đứa chưa có công ăn việc làm ổn định chỉ nghĩ đơn giản là yêu nhau được thì khó khăn nào mà chả vượt qua Thế nhưng mà từ yêu tới cưới nó khác lắm mọi người ạ. À. Vỡ mộng như chơi ấy. Mình cũng là con nhà giàu có. Vậy mà ngay lúc biết mình có em bé, bên nhà chồng nó khinh khỉnh. Cưới mình về tay không, mà ba mẹ bên này còn phải bù cho đó. Nhưng mà chuyện lỡ dở rồi, mẹ mình khuyên cố mà chịu. Nghĩ thương ba mẹ thật. Vì con cái mà chịu biết bao nhiêu tuổi nhục. Rồi mình cũng sanh con. Khi này chỉ ở nhà làm nội trợ thôi. Con chồng thì đi làm sale bất động sản. Mà sau dịch nữa, nên kinh tế khó khăn lắm tình hình nhà đất càng trầm lắng hẳn. Ngày nào cũng anh cũng lên đồ xách cặp đến công ty, nhưng mà hầu như ngồi chơi xơi nước, khách đi xem nhà còn chẳng có chứ nói gì mua. Nhận thấy tình hình lúc này không ổn, mình mà phụ thuộc chồng kiểu này, có ngày hai đứa ra đường ăn cám, nên mình bắt đầu mua bán online. Mình thì được cái dẻo miệng, có duyên ăn nói, mà sâu sinh lại trẻ đẹp mơn mởn hơn. Thế là mình bắt đầu bán quần áo và các đồ gia dụng linh tinh được đà chẳng mấy chốc mà mình phát triển, tạo dựng được thương hiệu, được mấy chị ủng hộ rất nhiều. Mình làm ăn được thì chỉ nghĩ đến gia đình, thấy chồng làm ăn khó khăn nên mình bao tiêu to tất tận tật mọi chi tiêu trong nhà. Đến nỗi một quần áo chồng mặc bảnh tỏn khi ra đường cũng là do mình sắm. Thấy ông làm việc cần tiếp khách nhiều nên mình còn mua hẳn iPhone cho bà xài. Vậy mà sau này vỡ lỡ anh buông những câu không chút tình nghĩa. Khi này anh hay đi tỉnh, bảo là trong nội ô buôn bán khó quá, em đành bắt xa bờ như thế nào anh đi suốt nhà cửa con cái buôn bán một tay mình gồng gánh đã thế thôi sao hôm đó anh về tối muộn người ngợm thì say khước lại còn mắng chửi mình xối xả vợ gì mà tối ngày ở nhà chẳng biết ra đường giao lưu tạo mối quan hệ làm ăn gì hết mình tôi gánh vác áp lực đủ kiểu cô hiểu không hả mình biết anh say nên chẳng buồn đáp trả mà dìu anh vào phòng ngủ mình lén mở điện thoại xem thì toàn tin nhắn ẩn trong zalo mình quá hiểu thằng cha này tánh hắn hay quên nên chắc chắn mật khẩu sẽ là ngày sinh của hắn chứ chẳng đâu xa đâu ông bà đổ hay sao ấy mình nhập đúng một lần là ra mật khẩu luôn mọi người ạ à. đập vào mắt mình là năm em mơn mởn chồng người ta có tiểu tam là thấy lục đục rồi mà chồng mình có tới tiểu tứ tiểu lục luôn mình thức suốt đêm đọc tin nhắn từng con một hóa ra tiền làm bao nhiêu phân phát cho mấy con ả đó hết mà có bao nhiêu đâu tháng hơn 10 cũ thôi vậy mà nuôi một lần năm em bà cũng để mày thật chồng ạ à đinh công mạnh chiến này tới công chuyện với bà sáng ra mình nấu một bữa cơm ngon thịnh soạn hai vợ chồng lâu rồi mới có dịp ngồi chung mâm như này cho hắn ăn no xong rồi mình tiễn vong hai vợ chồng ăn xong bữa cơm cuối mình mời anh uống nước rồi bảo sao rồi ưng tấm thiệp nào chưa thấy con hoa nó gửi mẫu thiệp cưới đấy của hai người đấy chọn được cái nào chưa hay là để em tư vấn cho anh ngạc nhiên hỏi ủa em đọc được tin nhắn anh hả mình cười rồi khen chồng giỏi khá lắm Lương lẹo có 10 củ mà bao nuôi tận năm em Vợ con ở nhà chả biết lo Thì anh bảo em cứ ở nhà không chịu đi làm Mình anh gánh vác nên áp lực Anh phải đi xả stress chứ Mình cười nhếch miệng Nhìn anh đâm đâm bảo Thế mấy năm nay tiền sữa của con ai lo Tiền gạo nông cơm nước trong nhà này ai lo Tới cái quần lót mày bận Cái iPhone Pro Max tao cũng mua Mà ngày giờ này mày trách tao ở nhà suốt không đi làm Tao ở nhà nhưng mà nuôi mày để mày có tiền đi nuôi gái Mày còn chưa vừa lòng hả Hắn phụng phiệu bảo Do áp lực công việc thôi Với vợ ít quan tâm anh Tối ngày lo livestream Nên chồng chán ấy Mình chỉ thẳng vô mặt nó rồi chửi Tao không like bố con mày lấy gì ăn Hốt xít lên ăn hả Khỏi nó nhiều mày Đơn ly hôn sẵn trên bàn rồi Đi vô mà ký Nói xong hắn quỳ dưới chân mình lại lục van xin các kiểu Còn bảo là không có vợ chồng sống không nổi Không muốn con mình sống thiếu cha này nọ Thật sự có người chồng như mày làm đếch gì Một người cha thiếu trách nhiệm Không quan tâm con cái Thì có để trưng bày hay sao Sau ngày ly hôn mẹ chồng trách cứ mình suốt Rằng mình sống vô tình vô nghĩa Hai đứa yêu nhau ngừng ấy năm Anh mới sai có tí mà đùng đùng ly hôn Bà còn bảo cứ thôi chồng Rồi lấy thằng nào được hơn con bà thì lấy Bà cũng sẽ lấy vợ khác cho con Mình cũng chống mắt lên coi Coi con dâu mới ra sao Chứ cái ngữ đó phải để con dâu sau nó trị mới vừa còn mình thì lo làm nuôi con, ăn nhàn cuộc sống vậy thôi, chả cần mặt nào nữa hết ý. Đêm khuya gà gáy o o, vợ tôi thức giấc, nó mò đi đâu? Trời ơi, nghe chồng nói câu đó em giật nảy mình luôn, hỏi anh có ý gì thì chồng nhìn em ngạc nhiên bảo chứ. Ý gì đâu, chồng thấy người ta comment vào bài đánh ghen trên mạng, vui mồm chồng đọc thôi, vợ nhạy cảm vậy. Trời ơi, lại chả nhạy cảm vì sự thật nó lãng vậy mà. Thú thiệt với mọi người, cách đây 5 tháng em có ngoại tình với anh Nam, đồng nghiệp trong công ty cũ á. Thực ra thì cũng là phút lỡ dại của em thôi, chẳng biết chồng em có phát hiện ra hay không mà nên là nói bóng nói gió như vậy. Vụ ngoại tình ấy kín mít nè, không một ai biết ngoài anh Nam và chị Linh, vợ anh Nam. Em bị chị Linh bắt ghen tại trận, tưởng no đòn rồi đó. May sao chị ta khá văn minh, chứng kiến anh Nam đầu ấp tay gối. Chị Linh chỉ điềm đạm nói như này nè em không cảm thấy có lỗi với chồng con mình hay sao với phụ nữ chúng ta sự êm ấm của gia đình mới chính là quan trọng nhất hôm nay chị biết thì có thể ngày mai chồng em cũng biết em từng nghĩ đến điều đó chưa rồi đến lúc á, con em nhận ra mẹ nó là người phụ nữ mất nết gian díu chim chùa cướp cha của người khác chắc nó tự hào vì mẹ nó lắm em ha đó tưởng sẽ có một màn đánh ghen chấn động nhưng may sao chị linh chỉ nói thế rồi thôi và ra điều kiện chứ nghỉ việc sang chỗ khác làm để chị theo dõi mọi trang cá nhân của em. Nếu chị phát hiện em chặn chị hoặc cho tài khoản giả, chị lập tức gửi bằng chứng ngoại tình của em cho chồng em nha. Thôi, thằng vậy cũng hơn bị ăn đòn, rồi nhớ đâu lại lùm xùm lên cả báo thì chớt em nữa. Quá đơn giản, em bật đầu giáo kèo liền mọi người. Em và Nam quyết định là chấm dứt ngay hôm đó, dây dưa thêm em cũng chẳng có gan đâu. Cứ ngỡ đời thế là em nha, ai mà có ngờ chứ tết đó em về quê sớm bỏ lại phố xá xô bồ sau lưng với những sự việc chẳng may đằng sau tâm trạng em tốt lên rất là nhiều em có chụp ảnh đăng lên phở bò kèm dòng trạng thái chứ về nhà với thầy u là thanh thản nhất để lưu làm kỷ niệm năm sau nhắc lại ngay lập tức, chị Linh như cá thấy thính á, ngồi lên để lại dòng bình luận chứ. Chỉ cần mình sống đàng hoàng tử tế thì ở đâu cũng thanh thản em ạ Trời đất ơi, hôm khác, chồng mới lĩnh lương, bạn mua tặng em đôi giày mới. Chụp đăng tin nhanh để vòng bạn bè khoe được chồng chịu đồ đó. Chị lại bình luận tiếp nữa. Cứ dài mình mà đi thôi, chen chân vào giày người khác thì làm gì cho đau chân em ha. Trời đất ơi, rồi mới đây nữa, em phải đăng hình đi nghỉ mát cùng gia đình, chị Linh cũng nhảy vô tiếp. Hạnh phúc đây rồi, còn tìm kiếm nơi đâu? đó và đó chỉ là một vài điển hình chăm chọc của chị ta thôi thực sự chứ em cảm thấy vô cùng là ức chế khi mà em viết cái gì lên trang cá nhân chị ấy cũng đều có cách để mà mỉa mai liệu đây có phải gọi là bạo lực mạng không vậy mọi người em cáu lắm mở blog nhắn ngay cho nam chứ anh về bảo lại vợ anh đi chúng ta đã không còn gì nữa mà chị ấy suốt ngày mò vào facebook em viết linh tinh mỉa mai anh vậy anh có có được không đó em nghĩ kiểu gì anh ấy cũng bực mình rồi mắng lên trận thôi nào ngờ nam lại phán câu xanh rờn chứ anh thấy cô ấy viết như thế vẫn còn lịch sự đó chứ Má nó không vợ không cả chồng luôn rồi Lại còn dở cái giọng bên vợ Làm như yêu nhau lắm quý nhau lắm á trời Nói không được á thì chị ta viết đến đâu em xóa đến đó thôi Nghĩ là làm đi mọi người Em ngồi cặm cụi kéo lại từng ảnh xóa đi bình luận của Linh cứ nghĩ comment của Linh ở bài em thì đàn bà với nhau, chồng em sẽ không có soi tới đâu. Ai ngờ lướt đến bình luận ở ảnh đôi dậy tháng trước đó, em hoảng hồn khi thấy chồng like bình luận đó luôn. Kéo sâu hơn nữa, ảnh hồi tết em chụp ở quê, ảnh cũng like bình luận của chị nữa. Trời ơi, mấy đêm nay em lo sợ chồng em phát giác đến mất ăn mất ngủ luôn á. Sáng qua em cứ ướm thử chồng hỏi chứ. Chồng ơi, ngồi nhớ em làm gì sai với anh thì anh có bỏ qua không? Đó, chồng em đang ngồi pha cà phê, hơi khựng lại rồi hỏi chứ. Ủa, sai là sai gì? Em chột dạ, thì ví dụ, ví dụ thôi nha, nhớ ngoại tình sau lưng anh thì sao? Chồng em điềm tĩnh đáp, vẻ mặt nghiêm túc trông đáng sợ lắm kìa. Còn tùy theo á, vì em có biết sai mà sửa hay không, nếu lần đầu lại biết sai thì anh cũng không phải là người cạn tình cạn nghĩa, cố gắng nhìn con mà nắng mình em nha. Trong mắt con, mẹ nó đang là người phụ nữ tuyệt vời nhất đó. Hôm trước con còn bảo với anh á, sao muốn lấy một người phụ nữ chính chuyên, dịu hiền như mẹ nó kìa. Anh có đọc trên mạng, thấy người ta nói câu này cũng đúng lắm nè. Điều đau khổ nhất khi bị phản bội không phải là lòng tin và tình yêu đổ vỡ, mà là sự đau xót bởi sự phản bội ấy đến từ người mà chúng ta yêu nhất cõi đời này. Em và con là hai người anh trân trọng nhất, cố mà vun vén cho gia đình mình em ơi. Cám dỗ ngoài kia khó tránh khỏi lắm, cố giữ tâm mình để đem về khỏi lo lắng bất an. Trời đất ơi, từng lời chồng tôi nói nghe nhẹ nhàng mà sao đau dữ vậy nè. Ngày trước cứ ngỡ chỉ đòn roi mới đau, giờ mới hiểu cái thứ không đòn roi vẫn đau lạ gì rồi đó. Sau đợt đó tôi cũng chưa hẳn luôn, giờ kề okay, dao vào cổ tôi cũng không dám tái phạm nữa. Nhớ lời chồng nói, nhìn con mà nắng mình. Mong sao tôi vẫn còn cơ hội để mà tu lại tâm tích đức cho con cái và trả nghiệp cho bản thân mọi người ơi. Con tao cưới mày làm vợ nó, Chứ không phải là cưới mày về lên giọng mẹ dạy đời nó Mày là vợ Chỉ có chuyện hầu cho nó chứ mày quyền gì cấm cản nó đi nhậu Rồi lên giọng mẹ dạy đời nó Tao cho phép con trai tao ôm gái Đứa con dâu như mày dám cãi hả Nhà què tư tưởng Dột từ cái cột nhà Thì em còn thiết tha vì hai tiếng nhà chồng này nữa Em tên là Ngân Cưới chồng cũng được gia đình gia giáo có học thức ấy thế mà anh Thanh chồng em là thạc sĩ Mang bộ mặt tri thức vẫn ôm gái Ở quán bia ôm lại đường Cách em biết chồng em đang ngậm môi các em gái 18 tuổi là em đi công tác về sớm, một cái cảnh quá quen mà các anh dính mãi thôi. Theo lịch là ngày 1 tháng 6 em mới về Đà Nẵng, nhưng 31 là kỷ niệm ngày cưới nên em xin về sớm. Có nghĩa là 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 em đã về nhà chồng Sài Gòn rồi. Khúc em xuống sân bay có điện chồng đến đón nhưng không nghe máy, em nghĩ anh bận nên em bắt xe tự về. Đến nhà chồng trống quơ không một ai ở nhà Em tính điện cho chồng thì tình cờ gặp em trai hàng xóm Em hỏi thăm xem có biết không Thì nó trả lời thẳng Ba con chú Tuấn đang hát karaoke ở quán gần công viên ạ à. Em nói này chị đừng có mép ai nha Em thấy anh Thanh ôm chị ở quán nhậu Nhìn gớm chết Xấu hơn chị nhiều Mà anh còn ôm gặp em cho cốn thèm Em nghe xong điếng người Kiểu em tin chồng không bao giờ làm cái gì có lỗi với em hết á Em hỏi là lần đầu thằng bé thấy hay sao Thì nó trả lời Em đi học về cỡ 9 ba 30 tối Là thấy chú Tuấn Từ ngày chị đi đâu đấy là có anh Thanh nữa Tuấn là ba chồng em Nghe tin như xét đánh Vì mẹ chồng ở trên thiên đàng thấy được Chắc bà ấy quỡ hết hai cha con Em chạy ngay đến quán thằng bé nói Khỏi hy vọng gì Đúng cảnh ba chồng đang sờ đào của một em Cháu lưỡi với một em khác Chồng em thì không thấy đâu Em xông vào quán Đập bàn dằn mặt ba chồng trước Em kiếm khắp quán thì sau lưng quán có một phòng riêng. Em đập cửa thì bị khóa, ba chồng chạy nhanh tới cản em, thì em biết ngay là ai ở trong đó rồi. Em dùng tiền ép chủ quán cho chìa khóa nhưng không được. Em ngồi chờ từ 10 giờ tối tới 12 giờ khuya mới chịu vác mặt ra khỏi phòng. Là chồng em đấy. Trong hai tiếng ba chồng cũng không nói gì với em cơ. Chồng em đi ra với một con đào mặt non nhà quê mới lên. Anh Thanh mặt tái mét hỏi em là không như em nghĩ đâu, anh vào đấy chỉ mát xa thôi à. Thà đừng có mở mồm ra. Ông mở mồm là em không ngửi nổi. Em nói thẳng, kỷ niệm ngày cưới đó anh. Thật sự em không nghĩ tới cảnh ba chồng mình Dẫn chồng mình đi vịt gái tơ lề đường Bộ không sợ dính mọc khuyết tật hả Anh không thấy bản thân mình khốn nạn hả Em nhíu mày nhìn ba chồng đang bấm điện thoại Đúng là nghe hổn Nhưng lúc đó em quá tức Thứ em không được Ngờ là ba chồng dẫn chồng em đi đua đưa, đưa gái trẻ Mọi người phải biết Năm nay mới dỗ đầu của mẹ chồng em thôi Em trách chồng em là bất hiếu Ba sai cũng không biết cản Thì ba chồng em đập điện thoại xuống đất Ông đá ghế về phía em Chỉ thẳng tay vào em la làng là con tao cưới mày làm vợ nó Chứ không phải là cưới mày về lên giọng mẹ dạy đời nó Mày là vợ nó Chỉ có chuyện hầu hạ nó thôi Chứ mày quyền gì cấm cản nó đi nhậu Lên giọng mẹ dạy đời nó Tao cho phép con trai tao ôm gái Đứa con dâu như mày dám cãi hả Ông ấy còn đệm thêm kiểu Mẹ chồng em cũng chỉ là con hầu ông cưới về Đẻ được đứa con trai Mới thờ ở nhà ông Chứ thử cưới về 2 năm không đẻ giống như em Ông tiễn đi đá đứa khác kiếm con Nghe xong em choáng vì sức khỏe nên em phải chữa dứt bệnh mới đẻ con khỏe mạnh được em tưởng chồng hiểu cho em ai ngờ chồng làm ngơ theo ba chồng kiếm người khác để họ đẻ con cho em nghe đứng không vững ba chồng trách em không chịu đẻ thì như thứ gà công nghiệp không biết ấp chồng em im lặng nắp sau lưng ba chồng như thằng hèn không đối diện với em em gằn giọng sao anh hèn quá vậy anh học luật tới thạc sĩ mà anh nói gì với ba anh đi chứ sao anh im lặng ngu quá vậy thanh Em vừa dứt lời là ba chồng chửi em không được ba mẹ dạy. Kệ ông nói, nhưng em vẫn đi về phía thanh, tác vào mặt hai ba phát cho tỉnh. Em nói thẳng, anh như con cờ hó, đết biết sủa. Đã ngu rồi mà ba anh bao biện cho anh ngu gấp đôi. Không biết nói thì phải nghe, con này bỏ chồng. Nói xong em đi về, em biết cha con nhà kia không về nhà nhanh. Em mua hẳn ổ khóa mới, thay ở cổng chính tới phụ. Em khóa bên trong hết, nhốt hai cha con kia ở ngoài đường. Em dùng mối quan hệ, nhờ người xuống quán nhậu trích xuất camera. Đoạn thanh ôm hôn đào tơ Đúng là bạn thân Nửa ngày là em nhận được đoạn trích rồi Em dọn đồ ra khỏi nhà Khóa cửa nhà bằng khóa của em Lúc xem camera nhà Thấy hai cha con thuê thợ vì mở khóa Em bật liền đoạn âm thanh clip thông qua camera Nghe hơi rè Nhưng mà cũng ám ảnh phết Cỡ có khách qua là em bật 3 giờ sáng bật nốt Xong Thanh đổi mật khẩu camera Em không vào được Thì em gửi clip gốc cho họ nhà Thanh Có cắn ớt thì nghe em nhắc nhẹ Anh Thanh Lê Văn Thanh là tháng 7 của lịch lên tòa án gặp em, dẫn theo ba là Lê Văn Tuấn lên gặp gia đình em nha. Mình khuyên thật, các bạn nữ, dù mình biết là rất đau lòng khi bị phản bội, nhưng mà khi đánh ghen làm ơn tìm hiểu kỹ giùm có được không? Mình tên Thảo không phải là tự tin thái quá, nhưng mà mình hay được mọi người nhận xét là một cô gái xinh xắn thuộc nữ. Hồi trước mình có một anh người yêu tên Huy, nhưng mà đến giờ thì Huy đã trở thành người yêu cũ của mình, vì đã cấm cho mình cái sừng gần một năm mà mình chẳng hề nhận ra. Huy lớn hơn mình 2 tuổi, cao ráo, ưa nhìn, Tụi mình yêu nhau được hơn 2 năm thì chia tay Cái hôm định mệnh đấy vẫn khiến cho mình cay không tả được Như bao cặp đôi bình thường khác Ngày hôm đó chúng mình cùng nhau đi hẹn hò Nói chuyện trên trời dưới đất với nhau Lúc đó mình đang nói chuyện với anh ta Thì để ý tới cái gương xe có hai người phụ nữ trùm máu chống nắng Đeo kính, kính mít Đang đi đằng sau mình Người đằng sau còn chụp chụp gì đó Nhưng mình nghĩ chắc là người ta chụp phong cảnh gì đó Nên cũng không nghĩ nhiều Một lúc sau khi đến quán Mình và ông Huy ra đặt bàn trước tụi mình vào quán gọi món rồi ngồi vào một bàn ở khá gần cửa ra vào của quán cùng lúc đó thì hai người trên xe máy đằng sau mình cũng đi vào quán khi đó mình cũng đang mãi xem điện thoại nên cũng chỉ biết là có hai người đi qua chỗ mình chứ chẳng biết là ai một lúc sau khi đồ ăn của tụi mình đã lên mình đang ăn vui vẻ thì tự nhiên thấy huy trở nên căng thẳng mình thấy vậy thì vô tư hỏi huy ủa sao anh không ăn mà nhìn vậy huy nghe thấy mình thì cười ngượng rồi bảo mình ăn đi không có gì đâu nghe vậy mình cũng mặc kệ rồi ăn tiếp trưa mình không ăn cơm nên thấy đói lắm rồi các cụ có câu trời đánh tránh bữa ăn vậy mà khi đang ăn dở bát cơm trộn hàn quốc siêu ngon mình tự dưng lại bị túm tóc giật ra đằng sau chưa kịp hiểu chuyện gì đầu mình đã bị lắc qua lắc lại nghe được vài câu gì mà con tiểu tam này dám đi chơi với người yêu của bà bà mày hôm nay cho mày biết thế nào là lễ độ nói rồi tự dưng cái mình nghe tiếng rẹt nhẹ một đoạn tóc tự nhiên không đâu nữa đoạn tóc quý giá mình nuôi được 4 năm nâng niu chăm sóc không dám tẩy làm nó trở nên mượt mà mà nghe tiếng tuyệt đó mình không thể tưởng tượng được ba máu sáu cơn mình nghe tiếng liền với tay ra đằng sau cầm vào đóng tóc của mình cố giật lại sau đó đứng lên xoay người túm một cái đứa đang cắt tóc lôi nó ra gần bàn rồi cho nó ăn cú trời dáng mọi người xung quanh nghe tiếng cũng quay ra nhìn có bà mẹ còn bịt mắt con mình không cho nhìn một đứa nữa lúc đó đang giữ thằng huy cũng chạy lại định vuốt má mình một cái nhưng mình lại nhanh tay hơn nắm lấy đầu nó chuối xuống dưới lúc đầu em có kể mọi người nghe về việc thục nữ hiền diệu đúng không nhưng no xin lỗi mọi người ạ à vì đã lừa dối thân là một người phụ nữ độc lập em đã tự mình đi đăng ký học võ từ năm em còn đang học cấp 3 rồi thằng huy hết bị giữ nên đứng phát dậy đỡ con nhỏ cắt tóc em lên rồi hỏi em có sao không thằng huy chưa kịp nói xong em đã chặn hỏng nó trong này còn có người mang chúng nó ra ngoài đã rồi muốn nói gì nói Xong thì em thả tóc con bé em đang giữ nãy giờ ra, đẩy nó ra gần cửa rồi quay lại, nhìn đống tóc bị cắt của mình. Trong lòng đây sự đau đớn, nhưng vẫn phải mạnh mẽ đi ra ngoài. Đi ra chỗ quầy, mình nhờ mấy bé nhân viên dọn dùm đống đồ ăn rơi vải kia, rồi nhờ gửi, gửi lời xin lỗi đến mọi người trong quán. Ra đến bên ngoài cửa thì em đã thấy Huy, đang bị tụi kia chửi túi bụi. Nói thì trông thấy hẹn, im thinh thích chẳng làm được gì. Thấy em ra, Huy liền chạy tới định nắm tay em, nhưng bị em hất ra. Kệ nó đang bao biện, em hỏi hai cái đứa kia tụi mày là ai sao tự nhiên lại gây sự với tao trong khi tao còn không biết gì về chúng mày hai đứa kia chắc cũng rén nên dù khá thái độ thì chúng nó vẫn giải thích với em con nhỏ cắt tóc em tên vi còn con nhỏ định vuốt má em tên mai con vi nó gào lên nói với em chị lớn rồi sao mà nết chị không lớn được vậy em với thằng kia yêu nhau được gần một năm rồi mà chị chen chân vào làm cái gì em nghe vậy thì cũng chỉ cười khảy nè em yêu thì yêu nhưng cũng phải có não đánh ghen thì đánh nhưng cũng phải tìm hiểu kỹ em đánh ghen như vậy chưa biết chị là ai chị tên thảo người yêu của thằng khốn nạn này hơn 2 năm rồi em ạ à. nghe mình nói xong con bé cứng họng chẳng nói được gì thằng huy thì bấu vai mình bảo cho nó cơ hội giải thích nhưng mình gạt ra quay lại đá cho nó một cái vào hạ bộ tiêu tiền của tao mà còn bày đặt đi cắm sừng tao hả bộ không biết nhục hả xử lý xong thằng huy mình mới quay lại bọn vi mai rồi đó hàng của tụi mày thích làm gì làm tao không cần nữa còn tóc của tao liệu mà đền Nể tình nó thấy bọn mày còn trẻ Ngu nên không biết nhìn người Tao lấy giá Lọ dầu gội với sữa lại tóc cho tao thôi Tổng hết 6 triệu Liệu mà trả không mai lên phường làm việc Vì tội hành hung người khác đấy Nói xong mình quay đi Để bọn kia muốn làm gì thì làm Gọi cho bác tài xế chở đi đến salon tóc Mình ban lại cho quán 2 triệu Để xin lỗi với thanh toán tiền ăn Rồi block luôn thằng Huy Sở Khanh ấy đi Các bạn thấy đấy Nếu đi đánh ghen ấy Thì phải tìm hiểu kỹ vào Rồi làm gì thì làm Đằng nào chẳng đá thằng đấy nên là phải xem ai mới là tiểu tam đã Rồi hành động cũng đỡ bị xưng đầu với mấy 6 triệu tiền ngu Mang tiếng bạn thân Mà nó lại lén lút yêu đương với người yêu cũ của mình Thật chẳng hiểu nổi sao mà có loại hãm như vậy nữa Xin chào mọi người mình là Duyên đang làm văn phòng Hồi đầu năm mình có được một anh làm chung công ty theo đuổi Ông tên Tuấn làm bên nhân sự Nhìn ông cao ráo lịch sự Ăn nói lại nhẹ nhàng Nên mình khá có thiện cảm mà thiện cảm vậy thôi chứ mình không muốn quen ngay Vì lúc đó mình còn được ba ông, bốn ông khác theo đuổi nữa Một phần vì mình có ngoại hình, xinh xắn, lại có gu thời trang Nên lúc đấy lắm ông mê Ông Tuấn ngày nào cũng mua cơ mua nước cho Nhưng mình làm giá chưa có chịu bật đèn xanh Mà ông cũng kiên trì lắm nha Hôm xe mình hư thì chạy qua tận trọ đón Mình mà cần gì là 5 phút, thấy ông có mặt ngay à qua hai tháng thì mình cũng siêu lòng nhận lời yêu ổng, lúc đó ổng mừng như vớ được vàng ấy, chiều chuộng mình hết mực, Nửa đêm bảo thèm phở, ông cũng đi mua cho. Cuối tuần thì mè nheo bắt ông qua nấu ăn, quần áo son phấn, hễ mình bảo thiếu là ông cũng mua cho bằng được. Mình mà hát hơi sổ mũi là ông lo sốt phó lên rồi. Cãi nhau thì không bao giờ dám bật, toàn năn nỉ rồi xin lỗi mình. Thấy ông chiều chuộng mình nên mình cũng yên tâm là ông thật lòng. Xong hôm đó, mình rủ ông đi xem phim, nhưng ông có việc đột xuất ở nhà nên không đến được. Mình đợi mãi chẳng thấy ai đến đón đâm ra bực, Tối đến mới thấy ổng chạy xe mang đồ ăn qua để xin lỗi, nhưng lúc đó mình đang cấu, nhìn thấy ổng là chướng mắt nên dỗi không thèm lấy đồ ăn. Lúc mình đẩy ổng ra thì vô tình làm bịch đồ ăn đổ hết lên người ổng. Tính mình vướng nên chả thèm xin lỗi, lần đầu tiên tự nhiên ổng quát vào mặt mình, bảo mình vô lý các thứ, đang sôi máu nghe vậy mình đuổi cổ ổng về luôn. Ông đi rồi thì con ngân bạn mình mới mắng mình quá đáng. Mày làm vậy không thấy tội ông Tuấn à? Ông tốt như này như kia các thứ. Nó khuyên mình chủ động làm lành đi. Vì chuyện này là mình sai lè ra đó. Thì mình cũng biết là mình hơi quá đáng. Nhưng kiểu gì mà ông chẳng dỗ dành mình. Nhưng sự thật thì ông không thèm dỗ. Đã vậy lên công ty còn bơ mình. Tụi mình chiến tranh lạnh mấy ngày. Thì cuối cùng ông cũng chủ động inbox mình trước. Nhưng mà chẳng phải làm hòa. Mà là đề nghị chia tay. Lúc đó mình hoang mang luôn. Cũng hạ giọng xin lỗi nếu kéo ổng. Vốn là mình chỉ dỗi cho có thôi Chứ chẳng có muốn chia tay Vì mình cũng yêu ổng rồi Nhưng mà ổng dứt khoát bảo là không hợp Nên không muốn quen mình nữa Đến nước này thì mình cũng đành chịu Mặc dù đau lòng nhưng mà mình đồng ý chia tay Về tâm sự cho con bạn thân Thì nó còn bảo mình bị đá là đúng nữa Đã kêu mày bớt chướng tính đi rồi ai bảo không nghe Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai bao nhiêu Thì 4 tháng sau mình nhận được tin dữ Từ con bạn thân Nó bảo nó với ông Tuấn đang yêu nhau Hy vọng mình đừng có giận nó má nghe xong mình sốc vãi, mình chửi cho một trận, sao mày làm thế với tao? Mày không biết là không được yêu lại người yêu cũ của bản thân hả? Chúng mày yêu nhau bao lâu rồi? Nó nghe xong chỉ bảo là nó không muốn bỏ lỡ người tốt như ông Tuấn, nhưng cũng không muốn mất tình bạn với mình, kêu mình thông cảm cho nó. Nó với ông Tuấn chỉ mới yêu nhau đây thôi, nó cũng phân vân mãi mới nhận lời tỏ tình của ông Tuấn. Hồi tuần trước, vì thấy mình với ổng chia tay gần 5 tháng rồi, chả hiểu sao mình càng nghe càng cay, nghĩ tới sau này phải nhìn ông Tuấn chăm sóc nó là mình sôi cả máu mình bảo luôn là nếu yêu ông Tuấn thì mày chim cút đi, đừng có chơi với tao nữa. Bạn tồi, Thảo nào mày hay nói giúp ổng này nọ, hóa ra là có tình cảm trước rồi. Đợi tôi chia tay xong là nhảy vào húp chứ gì. Nó cứ chối không có, nhưng mà mình biết tổng. Nếu không mê người yêu cũ mình thì nó đâu có làm ra cái loại chuyện này sau lưng mình. Rõ ràng nó có thể từ chối ông Tuấn, nhưng nó không làm vậy. Mình tin tưởng nó, nhưng nó chơi mình một vố đâu như thế. Đúng là bạn this, bạn that. Mình tin tưởng bạn, rồi bạn húp luôn người yêu cũ của mình. Hảo bạn đấy. Phải kể bắt đầu từ hồi vừa mới tốt nghiệp đại học, thì mình có tìm hiểu và quen anh Huy, đối diện với nhà bà ngoại mình. Vào kỳ nghỉ hè thì mình thường xuyên sang nhà bà ngoại chơi, nên có gặp gỡ mẹ anh ấy. Cứ hễ hôm nào có mình là bảy lại xuống trò chuyện nguyên một buổi chiều, khen đào là con mình lương tháng hơn vài chục củ khoai, có nhà xe ở trên Hà Nội, nhưng vì nhút nhát và hiện lành quá, cho nên chưa có ai ở bên cạnh. Mình cũng nghĩ rằng là ừ, chắc là mình cũng phải thế nào thì người ta mới để ý và giới thiệu cho mình như vậy, nên mình cũng vui, mặc dù mình không thuộc dạng ế, bản đi cũng khoảng tầm 5-6 năm thì mình và anh cũng đã kết hôn, có với nhau một đứa con sau bao thời gian được mẹ anh ấy mai mối. Hiện tại thì mình cũng không còn đi làm mà dành toàn thời gian chăm con và làm việc nội trợ ngoài ra còn chăm lo cho em gái của chồng vừa lên hà nội học đại học dạo này chồng không động vào em rồi đấy vừa nói mình vừa ôm anh nhưng mặt anh lại tỏ vẻ khó chịu lập tức quay lưng về phía mình còn nói rằng mình tự nhìn nhận lại bản thân xem có chỗ nào giống hồi xưa không dạo này anh cũng khác trước không còn những ngày về sớm cùng mình nấu những bữa cơm gia đình ấm cúng mà thay vào đó là đi sớm về khuya người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu càng nghĩ lại càng thấy tuổi thân mấy ngày sau mình cũng không nói với anh câu nào cuối tuần cũng đem con về ngoại chơi cho thư giãn đầu óc trước khi đi mình cũng nói anh biết nhưng anh mặc kệ nhất quyết không nhìn mặt mình mà chỉ chơi với con một chút kể ra từ lúc cưới chồng đến giờ đây là lần đầu tiên mình về nhà bởi chăm lo cho tổ ấm nhỏ mà mình đã không còn chút thời gian nào cho bản thân và bố mẹ kể cả cái ngày mà bà ngoại mất mình cũng không về được vì con ốm mà chồng cũng đi công tác chưa về ở đây mình gặp lại cái Thảo, bạn thân mình hồi còn học cấp 3 đến khi tốt nghiệp lại đổ cùng một trường đại học, nhưng mà sau khi học xong nó lại đi du học nên không còn liên lạc với nhau nữa. Nhìn nó tươi tắn, ăn mặc xinh đẹp, dáng dấp vẫn còn xuân thì nhìn lại mình kẹp nách đứa con xòe xòa cũng chỉ biết cười trừ, hỏi mới biết được cái Thảo làm cùng công ty với chồng mình, mà chồng mình cũng là trưởng phòng của nó luôn. Chồng mày ở công ty được nhiều em mới vào hâm mộ lắm đó, mình cười cười cho qua vì cũng nghĩ rằng nó trêu mình thôi nhưng cái gì không muốn đến thì nó lại đến hôm đấy vì mình thấy nhớ chồng quá nên cũng có lên trước một hôm và để cháu ở dưới quê chơi với bà ngoại thêm tuần nữa cũng coi như là vợ chồng có thời gian riêng tư để ngồi lại nói chuyện và giải hòa với nhau thì không ngờ rằng mới bước vào nhà mình đã thấy một đôi guốc lạ bán tính bán nghi mình mới đi về phía phòng ngủ thì chết đứng tại chỗ chồng mình và một cô gái nào đó không một mảnh vải che thân nằm trên giường của hai vợ chồng cơn tức giận lên đến cực điểm mình chạy đến gỡ chiếc mền ra thì mới phát hiện chính là cái Thảo con bản thân của mình mình không nhớ được bản thân đã ra khỏi nhà bằng cách nào sau khi cho thằng chồng một cái tác mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc chồng ngoại tình nên khi mới phát hiện anh ấy có bồ mình dường như phát điên lên khóc không thành tiếng đêm nào cũng mất ngủ vì ấm ức nhìn đứa con mình vừa thương vừa giận một phần vì nhìn thấy đứa con mình lại liên tưởng đến chồng cũ mà không kiểm soát được cảm xúc quát mắng con đến khi con òa à khóc mình mới tỉnh táo ra và sau đó thì gia đình hai bên cũng biết chuyện mẹ chồng có đến nhà mình xin lỗi mong được gia đình mình tha thứ bố mình tức giận quá nên đã vứt hết quà và đuổi bà đi dù sao thì người có lỗi cũng chẳng phải mẹ chồng nên mình chạy theo để xin lỗi bà nhưng lại thấy bà đứng tám chuyện với mấy người bán hàng ở vỉa hè trời cái loại đàn bà đấy cứ nghĩ như mình thanh cao là phận phụ nữ phải xem lại bản thân mình ra sao mới bị chồng chê giờ còn muốn ly hôn với con trai tôi hả để coi coi Gái một con rồi ai còn thèm ngó tới nó. Mình nhìn thấy được cuộc hôn nhân này cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Nghĩ về đứa con mà lòng mình thấy xót xa, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng không muốn phải chung sống với một gia đình đáng kinh tởm như vậy. Và mình quyết định ly hôn, tìm lại bản thân của trước đây. Cuộc sống sau khi ly hôn của hai mẹ con mình cũng ổn. Mình đã xin vào làm kế toán ở một công ty may, cũng gọi là có đồng ra đồng vào. Còn về phía chồng cũ, nghe nói rằng anh và cái Thảo đã bị đuổi khỏi công ty sau khi cả công ty biết chuyện hai người gian díu với nhau và bất ngờ là cái Thảo nó cũng đưa đẩy với cả sếp cấp trên nên mới bị đuổi nhanh tới như vậy. Chào mọi người, mình là Hương. Xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng có anh người yêu nhà mặt phố, bố làm to, anh tên là Hoàng, anh chiều mình cực kỳ, sinh nhật tặng quà đắt tiền giá trị tới 8 con số, tháng nào cũng đi du lịch sang trọng, đáp ứng mọi yêu cầu của mình, ngay về xin phép bố mẹ cho bọn mình quen nhau, anh tặng chút đỉnh đồ hiệu thôi à ai cũng bảo là mình số hưởng vớ được con cá lớn, nhưng mọi người đâu có biết, Hoàng không chỉ chiều một mà chiều nhiều em khác nhau. Nếu không biết điều này có lẽ là mình vẫn luôn nghĩ mình gặp được chân ái của cuộc đời. Tình cờ hôm đấy Hoàng nhờ mình ra xe lấy đồ giúp anh, mình phát hiện ba hộp quà giống nhau, tò mò nên mình mở ra và đập vào mắt là ba cái vòng cổ y đúc nhau, khác mỗi cái tên nó mặt dây chuyền. Sốc lắm, nhưng cả buổi mình vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh, vui vẻ như thường. Sau một hồi dùng nghiệp vụ và trợ giúp của bạn thân bên IT thì chúng mình tìm được bí mật động trời. Mẹ Kiếp hoàng có hẳn một lịch để phân chia thời gian dành cho các em gái khủng khiếp hơn trong đó có cả mẹ đơn thân lỡ dính bầu với hoàng tuy nhiên hoàng không nhận con chị ấy bị hoàng ép buộc chứ không tự nguyện từ giây phút này xin phép được gọi là nó nha mình đau đớn gục ngã khóc lóc chán thì mình hẹn hoàng ra chia tay rồi chửi nó một trận nó cười hờ hờ em tức giận vậy hả anh chuyển cho vài triệu để tâm trạng ổn định lại nha may em có người yêu giàu cả đời không lo stress ôi mẹ ơi nó bị sao á mình mắng nó không khác gì mắng chó mà nó vẫn thôi đừng có cấu anh chỉ yêu mỗi em thôi mấy đứa khác là, là giải trí đàn ông ai chả vậy có tiền là có tất cả em đòi hỏi sự chung thủy làm gì mình muốn là người yêu là vợ chứ không phải làm bé đường của nó mình nghĩ cay vậy định mang hết quà trả lại nhưng việc gì phải khổ nếu hoàng đã có nhiều tiền đến vậy thì mình sẽ tiêu hộ nó Bọn mình tiếp tục bên nhau, tuy nhiên Hoàng phải hứa tha cho chị gái mẹ đơn thân kia và bồi thường số tiền 8 con số cho mẹ con chị ấy. Hoàng đương nhiên đồng ý vì nó còn nhiều em khác mà. Mình còn yêu cầu Hoàng kể thật cho mình chuyện các em gái kia để lấy lòng mình. Nó kể hết, định mệnh có biết bao nhiêu em gái vì thằng cờ hó Hoàng mà núi kéo lên xuống. Các chị em biết sao nó trân trọng mình không? Vì mình giống người mẹ quá cố của nó. Ông bà nội ngoại của nó đều ưng mình. Vẻ ngoài đẹp trai mà bên trong trách nát anh ơi, bạn em mới chỉ chỗ này linh lắm, bọn mình đến cầu may đi anh, tiệm xem ngày có gì cưới xin. Nghe mình bảo vậy, Hoàng đồng ý ngay, mình cười thầm, quả này mà chết chắc rồi Hoàng ơi. Đúng như dự đoán, Hoàng tái mặt khi nghe được, lá số anh chị tôi thấy hợp, nhưng anh kia, anh có làm chuyện xấu gì không, mà có vong theo. Rất nhiều vong trẻ con xung quanh anh, có phải là anh đã từng làm hại từng này đứa bé không? Dạo này công việc không thuận lợi lắm đúng không? nói một trang liệt kê một loạt chuyện mà hoàng gặp phải hoàng ngỡ ngàng vì nói đúng y đúc nó sợ dân kinh doanh dĩ nhiên là có tâm linh rồi gặp thầy nào cũng bị nói thế khiến hoàng suy sụp tinh thần biết sao mọi thầy đều có câu trả lời giống nhau không vì mình mình gửi các thầy chút tiền để các vị ấy nói đúng theo ý mình chính mình cung cấp cho họ các chuyện của hoàng mà chưa hết về nhà mình còn bày ra vài món đồ lấy được từ mẹ các bé nửa đêm tự nhiên vang lên tiếng khóc trẻ con do mình cài sẵn đến giờ là tự phát hoàng chẳng nghi ngờ mình vì mình chạy đi chạy lại tìm chỗ lễ lại rồi giải vong cho nó mình tỏ ra tận tâm lắm vì thế nó chẳng dám ở một mình lúc nào cũng phải có mình ở bên cạnh thì mới an tâm như thế làm sao mà tập trung kinh doanh được việc làm ăn của hoàng thua lỗ nặng nề Thêm quả bố Hoàng đang chạy trước quỳ chạy quyền nên là cần giữ hình tượng. Mình gửi đặt danh cho đối thủ bố nó, sự ăn chơi của Hoàng. Chuyện nổ ra, nhà Hoàng nổi nhất khu vực đó. Phải nổi chứ, trai đểu hại bao cô gái mà được dung tha thì xã hội này loạn à. Bố Hoàng cũng rắc rối vì chuyện này. Việc gì khó thì mình tâm linh. Lần này thầy bảo phải rời xa mình, Hoàng mới phất lại. Hoàng tinh nên chia tay mình Nghe được câu đấy mình xuống điên lên Mình chân dài nhưng não không ngắn Bao công ty nước ngoài muốn tuyển mình Việc gì mà phải vì một thằng tệ bạc mà hại cái đời Nghe kể Hoàng sau này phải dùng thuốc mới ngủ được Đôi khi có người yêu nhà giàu không phải là điều tốt đâu mấy chị em ơi Phụ nữ hiện đại không ngại đánh phấn Chứ đánh ghen thì ngại nha túm tóc tạc tai xé đồ này kia chỉ vì một thằng đàn ông không yêu mình em thấy phí nói ở đây kiểu gì cũng có chị nhảy vào bảo em mày chưa trải qua thì đừng có phán xét nhưng mà lỗi đời em vừa đánh ghen tháng trước xong Nhưng mà đánh tâm lý chứ không tác động vật lý nha Em và Phúc chồng hiện tại mới kết hôn được hơn nửa năm Phúc thành đạt, kiếm tiền giỏi nên em mới mê Hiện anh đang làm giám đốc cho một công ty xuất khẩu Đã qua một đời vợ có một cô con gái Nhưng hiện tại cháu ở với mẹ Anh hơn em 14 tuổi Nhưng nói lại bảo bêu ríu chứ, chồng chứ Trông anh già như bố em Còn em, gái 24 Nhưng ngon và non như 17, 18 Không phải tự khen đâu Mà em có tiền ít đập tiền vào người là đẹp ngay à cũng chính nhờ vẻ ngoài trên lệch mà em đã xử gọn mụ tiểu tam tính húp chồng em mọi người ạ à. tuy tái hôn nhưng chúng em làm tiệc kính vẫn có hai bên gia đình nên đồng nghiệp chưa biết chuyện anh có vợ mới, cứ nghĩ là anh vẫn độc thân, ở công ty của chị Hiền kế toán, nghe danh đã lâu nhưng mà chưa được diễn kiến, chị là tình cũ của chồng em quen từ cái hồi chúng em còn chưa biết nhau, thay tài xế lái xe cho chồng em Bảo, ngày nào Hiền cũng mang nước ép, sinh tố rồi đồ ăn healthy qua phòng làm việc bồi bổ cho chồng em còn tự tay cắm hoa dọn phòng chăm hơn vợ chăm chồng ở công ty lúc nào cũng một điều anh phúc hai điều anh phúc nghe ngọt xỉu khỏi nói tiếp em cũng tự hiểu ai đúng ai sai mà cây lão phúc nhất chính anh ta là người không dứt khoát nên người ta mới vậy chắc hẳn là vẫn còn gian díu mập mờ cho chị ta cơ hội gần gũi chăm sóc nên chị ta mới làm thế giờ thì hay rồi còn mò đến tận nhà đòi làm mẹ kế của con em luôn đây nè Đã thế em chiều luôn Sáng đó mới 8 giờ em đã nghe thấy tiếng gõ cửa rồi Mở ra em gặp ngay một bà chị Ăn mặc ẩm ờ Tự xưng là hiền Đồng nghiệp của bố em Hỏi bố em có nhà không Cô có chút việc giấy tờ cần bàn nhìn sơ qua thì chị tuy không già bằng chồng em nhưng mà cũng lão hóa lắm toàn tàn nhang với chân chim không hiểu lấy đâu ra tự tin đi giật chồng người ta chắc thấy em non tơ lại mặc bộ đồ ngủ hello kitty nên nghĩ em là con riêng của phúc em nhập vai luôn dạ mời cô vào nhà uống nước bố cháu đi công tác hai hôm nữa mới về giấy tờ cần giải quyết cô cứ để trên bàn về cho bảo bố ạ à. lúc hiền vào nhà em còn đem hoa quả nước mát ra mời luôn mồm khen Cô dịu dàng mà đẹp quá, ước gì con có người mẹ như cô. Bố mẹ con ly hôn lâu rồi, bố thì đi suốt à, một mình con trong căn biệt thự rộng thế này cô đơn lắm ạ. À. Ui trời ơi, được lời như cởi tấm lòng, hiền cười không thấy mặt trời đâu hết, rút ngay túi ra 500.000 đưa cho em, bảo cho tiền ăn quà. Hôm khác cô lại qua chơi với con cho đỡ buồn Buồn cười vãi Em được tiểu tam của chồng bao nuôi đây nè Lúc Hiền về em còn chào mẹ rõ to Làm Hiền cười phớ lớ Sau hôm đó về em và Hiền bắt đầu trách chí tâm sự Khỏi phải nói Hiền vào vai mẹ nhập tâm thế nào Xưng hôn mượt như bôi dầu Hiền khoe bố mẹ quen nhau lâu rồi Nhưng mà dạo này bố con xa cách quá Nên mẹ buồn Kiếm cớ qua nhà giao đồ để gặp bố con thôi Nếu con giúp mẹ và bố đến với nhau Mẹ nhất định sẽ thương con hết lòng Thì tất nhiên là là em Thảo Mai Hứa lên hứa xuống Quyết đẩy thuyền về bờ rồi Được sự ủng hộ của em Hôm nào Hiền cũng nấu nướng bao nhiêu là món ngon Mang qua nhà cho bố con em bồi bổ Hoa cả ngoại mua cả thùng Ăn ngập miệng đã đời Hôm trước ghé qua chơi còn đưa em đi mua sắm Toàn đồ Zara em HM đó chứ Không mất tiền Nên là em chọn cả núi đồ tha hồ mặt có tiểu tam làm mẹ kế tuyệt thật đó hôm đấy lấy lý do báo đáp những món ngon mẹ kế bồi bổ em mời hiền qua nhà ăn cơm do chính tay em nấu còn phúc tối đó đã có lịch hẹn khách nhưng không né nổi chiêu làm nũng của em nên đành dẹp lịch để ăn cơm nhà em nấu một bàn ăn thịnh soạn toàn món phúc thích hoa và nến trang hoàng khiến phúc cứ ngỡ sau bữa ăn đấy em sẽ cho anh ta ăn món khác ngon hơn trông mà được cười cơm nước vừa bưng lên thì hiền đến nhấn chuông liên tục phúc ra mở cửa thấy hiền ở đó mà hóa đá hiền diện váy hai dây sát đít lúc vào còn thơm má phúc lúng liếng dựng da gà chẳng để phúc nói gì hiền oan oan con gái mẹ đâu rồi nấu nướng xong chưa hôm nay bảo nấu cho mẹ ăn thế còn cần mẹ phụ giúp gì không em nhìn phúc đứng đó vả mồ hôi mặt hết xanh lại đỏ đến là bi kịch trên bàn ăn, em liên tục gấp thức ăn cho bố Phúc mẹ Hiền. Còn Hiền thì liên mồm khen ngon, rồi quay nhìn Phúc cười rạng rỡ, mắc cười lắm. Nhưng có vẻ Phúc không nuốt nổi miếng nào, cả bữa cứ cúi cúi mặt, xới bát cơm im lặng. Hiền tưởng Phúc nghẹn còn sấn lại xoa lưng, làm Phúc nhột nhảy tít sang ghế khác né. Giang díu mập mờ gặp nhau thế này có phải là bị vui quá không? Cuối bữa ăn, Hiền lanh chanh, con gái nấu đồ thì để mẹ rửa cho. Sau mẹ Hiền mà về đây ở, ngày nào mẹ Hiền cũng nấu toàn món ngon cho hai bố con ăn nha. Chắc Phúc nhịn hết nổi rồi nhảy dựng lên Mẹ mẹ cái gì Đây là vợ tôi Cô có điên không Cô xưng hô thế không biết ngượng mờ mà Còn em nữa Chả hiểu sao nghĩ ra cái kịch bản kinh dị này Em định diễn kịch đến khi nào Em thấy hai người vẫn vui mà Mẹ kế chăm con chồng quá Em không nở xả vai Còn anh gian díu mập mờ với cô ta Thì giờ tôi thành toàn cho anh luôn Con này có tiền Có tri thức của tuổi trẻ Không sợ không lấy được thằng chồng khác Tử tế yêu thương cấp bội Tiếp tục làm vợ chồng nhau cho thỏa ước mơ đi Con này no rồi nói rồi em đi thẳng lên phòng đuổi thẳng cổ hiền về trong trạng thái ngỡ ngàng bàng hoàng phúc liên tục xin lỗi em và cam đoan với em chưa bao giờ đi quá giới hạn với hiền em mặc kệ cứ dọa ly hôn phúc đi rồi lấy chồng khác không cần giàu chỉ cần yêu vợ là đủ làm phúc sợ chết khiếp rồi khóc hết nước mắt mấy hôm còn sang tên hẳn cho em căn biệt thự với ba con siêu xe làm tin thẻ ngân hàng cũng trao em hết mỗi ngày chỉ giữ vài trăm ăn trưa đến là khổ không giám đốc ơi thôi đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại dù gì hai người đó mới chỉ ở mức mập mờ em tạm cho thêm một cơ hội nếu còn có gì khuất tất em sẽ cho phắng khỏi đời em ngay không lưu luyến chuyện là mình vừa bị lừa một phố khá đâu nên muốn lên đây tâm sự cho mọi người xin tự giới thiệu mình là vũ sinh viên năm cuối ngành marketing mình có một nhóm bạn thân chơi chung với nhau từ hồi năm nhất tụi mình đều có đam mê âm nhạc nên thành lập nhóm hay đi hát ở mấy quán cà phê chơi đến năm ngoái thì nhóm tụi mình có thêm một bạn gia nhập bạn ấy tên hà học bên thiết kế với bạn tuổi mình ban đầu mình ấn tượng hà là một cô gái xinh xắn hát hay có gu âm nhạc riêng nên mình cảm nắng tiếp xúc nhiều hơn thì mình càng bị Hà chinh phục vì sự dễ thương hoạt bát của Hà, nhưng mình cũng chỉ thích thầm Hà, chưa chưa ngỏ lời lần nào, sợ bị Hà từ chối, cho đến vài tháng trước, Hà bất ngờ tuyên bố có người yêu mà người yêu Hà lại chính là Long, thằng bạn thân của mình. Lúc đó mình vừa buồn vừa sốc vì mối tình chưa kịp chớm nở đã phải chôn chặt trong lòng. Thằng Long hay khoe mẽ với mình về người yêu nó. Nào là Hà của tao dịu dàng đáng yêu lắm. Hà là người chủ động tán tao đấy. Bla bla các kiểu. Mình cay lắm vì mình cũng đẹp trai ga lăng nhà giàu. Sao Hà không chọn mình mà đi chọn nó? Không cam tâm nên mình quyết tâm giành lại Hà mình nhớ đợt đó hà với thằng long cãi nhau long có kể cho mình biết hai người chiến tranh lạnh cả tuần mình thừa cơ hội nhắn tin an ủi hà rủ hà đi xem phim giải khuây lúc đầu hà chần chừ nhưng rồi cũng nhận lời hôm đó mình và hà đi chơi vui lắm mình còn chở hà về tận nhà sau hôm đó tụi mình nhắn tin với nhau nhiều hơn, chủ yếu là nói chuyện phím. Nhưng Hà bảo là thích nói chuyện với mình, khen mình ga lăng, tinh tế các kiểu. Mình và Hà bắt đầu có những cuộc hẹn riêng. Mình dẫn Hà đi ăn mấy chỗ sang trọng. Sinh nhật Hà cũng tặng cho Hà mấy chai nước hoa đắt tiền. Mặc dù đã làm lành với thằng Long, nhưng mà Hà không hề từ chối sự quan tâm của mình. Hà nhắc nhở mình chuyện ăn uống, chúc mình ngủ ngon còn tặng mình bánh kem tự tay Hà làm, rảnh đổi Hà hay nhờ mình chở đi lượng phố, còn phàn nàn với mình về Long, nói Long chẳng bao giờ chiều chuộng Hà như mình. Lúc này mình thật sự chìm đắm trong tình yêu, mình vui vì được Hà đáp lại, mình không tiếc tiền mua quà cho Hà, thậm chí còn giúp Hà đóng tiền trọ. Hà đáp lại mình là những buổi đi chơi riêng, tự tay nấu ăn cho mình. Đỉnh điểm là hôm Long có việc về quê, mình chủ động rủ Hà đi dạo, Lúc đi trên đường thì mình chủ động nắm tay Hà Nhưng Hà không hề phản kháng Còn dịu dàng nhìn mình rồi trêu Vũ lạnh hả? Vậy thôi cứ nắm tay Hà đi Lát sau hai đứa dắt tay nhau đi ăn Rồi mình lại chở Hà về Tối đó mình với Hà vẫn nhắn tin bình thường Thì Hà đột nhiên bảo Ai làm bạn gái Vũ á, chắc sướng lắm ý Mình nửa thật nửa đùa rép lại là Vậy Hà có muốn làm bạn gái Vũ không? lần này hà không trả lời mà chỉ lãng tránh bằng cách chúc mình ngủ ngon nhưng mình biết chắc là hà có thích mình sớm muộn gì hà cũng chia tay thằng long mà đến với mình mấy hôm sau chúng mình vẫn hẹn nhau đi chơi này nọ chơi đến hôm kia trong lúc tin nhắn tin mình chủ động nói rõ là mình yêu hà mình thích thầm hà được một năm rồi hỏi hà có thể chia tay thằng long để đến với mình không mình sẽ lo cho hà đầy đủ lần này hà không lãng tránh mà bảo mình nếu muốn thì mai hẹn nhau quán cũ rồi mình tỏ tình trực tiếp thì hà mới tin mình vui như điên vì tưởng là chuyện tình này sẽ có kết quả. Hôm đó mình ăn mặc chỉnh chu, còn đem theo quà và hoa. Ai ngờ lúc mình ôm hoa quỳ một chân để tỏ tình hà, thì bất ngờ thằng Long và mọi người trong nhóm xuất hiện. Lúc này nó lao vào đấm mình, chửi rủa mình vì giật bồ nó. Còn Hà thì lại lật lọng bảo, mình thừa nước đục thả câu, kể chuyện mình nhân lúc hai người dỗi nhau thì chen vào tán tỉnh Hà. Có cả bằng chứng đầy đủ là đoạn tin nhắn đó. Mình sốc lắm, nhưng không phản bác được vì đó đều là sự thật mình hoang mang hỏi hà và những lần mình đi chơi riêng thì sao những món quà vũ tặng cho hà thì sao tiền vũ cho hà thì sao đáp lại mình chỉ là sự phủ vàng của hà hà bảo bạn bè đi chơi chung là chuyện bình thường với lại mỗi lần đi với mình nó hà đều nói hết cho long còn quà và tiền cho mình tự nguyện cho để lấy lòng hà thôi chứ hà chẳng gạt gẫm gì mình đến đây thì mình mới biết là hai chúng nó diễn kịch để lừa moi tiền mình nhưng mình là người sai trước nên đành chịu giờ mình bị mọi người trong nhóm quay lưng vì cướp bộ sau lưng bạn còn Long và Hạ như kiểu nạn nhân Được mọi người thông cảm, an ủi Trong khi mình mới là thằng bị lừa Giờ vừa mất bồ vừa mất bạn Cây vải luôn ý